Kiếm đạo đệ nhất tiên tập 641, Vô định Ma Hải, tập 642, Thương Bảo, tập 643, Bọ ngựa bắt ve, tập 644, Bí mật vụ hóa, tập 645, Hồng Vân chân nhân thuyết minh tại kênh YouTube Di Các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ngôn đạo Lâm cũng vung quyền, quyền kình như trời long đất lở. Thân thể tinh khí thần của hắn như thiêu đốt, uy năng hơn xa lúc trước. Nhưng chỉ một chớp mắt, thân thể Ngôn đạo Lâm bị đánh bay ra khoảng cách hơn trăm trượng, hư không cũng bị đánh ra một vết rách hẹp dài một cái cánh tay phải kia của hắn cũng bị chấn động vỡ nát máu thịt bắn tung tóe thật mạnh mạnh trường vân hoa mắt choáng váng rung động thất thần giờ phút này quan chủ đại nhân hoàn toàn đã khác ngạo nghễ như thần siêu nhiên như tiên mà chiến lược của hắn thì phách thiên tuyệt địa cái này so với thiếu gia lúc trước thời điểm đỉnh phong nhất càng dữ dội hơn ngụy sơn lẩm bẩm ở thế gian hiện nay hắn là một trong những người quen thuộc quan chủ nhất liếc một cái liền nhìn ra tô dịch giờ phút này so với quan chủ lúc trước thời điểm đỉnh phong nhất, chỉ có hơn chứ không kém. Trường giáo ơi trường giáo, trước đó ngươi còn từng hỏi ta, chuyển thế chi thân của quan chủ rốt cuộc là một người như thế nào, mà bây giờ, ngươi là rõ chưa? Trong lòng minh vương lầm bẩm sao có thể? Cửu thiên các thiên tế tự lô phân vẻ mặt ảm đạm, trợn mắt muốn nứt. Cùng lúc đó, ngôn đạo lâm rủ lòng dạ thâm trầm như biển, một tích tắc này cũng không từ đổ hít khí lạnh, sắc mặt chưa từng có ngưng trọng. Một quyền này như thế nào? tôi dịch hỏi, khóe môi ngôn đạo lâm run rẩy một phen dáng vẻ cùng lời nói tô dịch giờ phút này so với lúc trước hắn vận dụng lực lượng nửa bước vũ hóa cảnh chèn ép tô dịch không có khác biệt so với vũ hóa cảnh thật sự kém xa ngôn đạo lâm tức giận nói hắn dẫn đầu tấn công lấy cánh tay trái vung quyền chưa từng lùi bước ngược lại càng thêm cường thế tô dịch dựng ngón tay như kiếm ngang trời đào qua âm uhm. ngôn đạo lâm như diều đứt dây bay ngược ra ngoài thân thể cũng bị bổ ra một vết rách sâu có thể thấy được xương vũ hóa cảnh thật sự lợi hại bao nhiêu, ta không rõ, nhưng có một ngày, bản tôn của ngươi nếu có thể đặt chân trên đó, ta nhất định dẫm hắn dưới chân. Đôi mắt tô dịch thâm thúy, lời nói tùy ý, lại tự có ý ngạo nghễ chư thiên. a, à, bây giờ đừng khoác lác trước, ngươi mới quy nhất cảnh mà thôi, nhất định không có khả năng ở trước ta đặt chân vũ hóa cảnh. Thương thế của ngôn đạo lâm rất nghiêm trọng, đã sắp không chống đỡ được, nhưng hắn lại nói nói cười cười, như hoàn toàn không thèm để ý vết thương đầy người kia. Mà có thể đoán được là, thế gian này rất nhanh sẽ có người đặt chân vũ hóa cảnh lục tục xuất thế đến lúc đó quan chủ ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc giọng điệu ngôn đạo lâm bình tĩnh như lúc ban đầu thế đạo như vậy mới thú vị nếu còn giống như trước đây ta không cần trọng tu cũng có thể kiếm áp thiên hạ tô dịch cười cười nói thật ta rất chờ mong bản tôn của ngươi có thể còn sống đặt chân vũ hóa cảnh đoạn lời này ta cũng từng nói với đặng tả lão lỗ mũi châu kia ngôn đạo lâm trầm mặc ánh mắt phức tạp nổi lên một tia khâm phục như có như không hồi lâu sau hắn nói, luận khí phách, ta quả thực kém quan chủ ngươi một bậc, ta cũng rất tò mò, sau khi đặt chân vụ hóa chi lộ, quan chủ ngươi có thể dẫm ta dưới chân hay không? Thanh âm còn đang quanh quần, ngôn đạo lâm lại lần nữa tấn công. Tư thái kiên định quyết đoán, lạnh nhạt đối mặt sinh tử kia, khiến mọi người đều động dung, tâm tình quay cuồng. Đây là trường giáo cửu thiên các, có thể trở thành một trong các đầu sỏ đỉnh cao nhất sâu trong tinh không, tuyệt đối không phải may mắn. Tạm biệt không tiễn. Tay áo bảo tô dịch phồng lên, ở trên không vung một phát, âm uhm. một luồng kiếm ý vô song như cầu vồng quét bát hoang khi đánh ở trên người ngôn đạo lâm đạo thể người sau vốn tàn phá không chịu nổi ầm ầm tan vỡ triệt để hình thần câu diệt toàn trường tĩnh mịch lặng ngắt như tờ thiên địa hỗn loạn dung chuyển hãy còn có khói thuốc súng tràn ngập núi sông phụ cận điêu linh tàn phá tràn đầy vết thương mà trên bầu trời một ánh mặt trời nở rộ chút xuống trên bóng người tuấn tú kia của tô dịch khiến hắn trở thành tiêu điểm duy nhất trong thiên địa thắng rồi trận quyết đấu này vô luận là tô dịch hay ngôn đạo lâm đều chưa từng mượn ngoại vật ở lúc thân hãm tuyệt cảnh tô dịch lựa chọn độ kiếp đột phá cảnh giới ngôn đạo lâm lựa chọn tử chiến từ đầu đến cuối hai người đều chưa từng bội ước đi vận dụng bảo vật hoặc là con bài chưa lật uy năng khủng bố đây mới là đại đạo tranh phong thật sự lấy trình độ mỗi người ở trên con đường tu đạo quyết một cái cao thấp thắng bại phân một cái người chết ta sống cho dù đám người ngụy sơn mạnh trường vân cũng rất khó đi phỉ báng ngôn đạo lâm cho dù là thiên tế tự lô vân cũng không thể chỉ trích tô dịch một trận chiến này nếu truyền ra nhất định dẫn phát thiên hạ chấn động chính như ta lúc trước nói có thể lưu danh sử xanh cho hậu thế vạn vạn đời truyền lưu ngụy sơn cảm thán mặt mày vui vẻ tiền bối nói rất đúng mạnh trường vân rất tán đồng minh vương ngơ ngác nhìn bóng người tuấn tú kia đứng dưới bầu trời cảm xúc lại lẫn lộn người từng cùng thế hệ lại biến thành quan chủ còn thành trưởng bối của mình cảm giác này thực sự quá khó nói thành lời quan chủ chẳng lẽ thật là không thể chiến thắng vẻ mặt lô vân ảm đạm hắn rõ hơn bất cứ ai khác trưởng giáo vì một ngày này tiến đến từng ẩn nhẫn quá lâu trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết đi chủ tính nhưng kết quả là trung quy vẫn đã thua đột nhiên lô vân giật mình một cái phát hiện tô dịch tới gần không khỏi hết hồn nói thắng bại đã phân quan chủ đại nhân đây là muốn làm cái gì tô dịch mở ra một bàn tay nói chiến lợi phẩm lô vân như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng lấy ra một khối ngọc giàn, hai tay trình lên xin đại nhân thu lấy Ngọc Giản là ngôn đạo lâm để lại, ở trước khi khai chiến, hắn từng nói, đáp án Tô Dịch muốn biết được, đều ghi lại trong khối Ngọc Giản này. Tô Dịch thu hồi Ngọc Giản, xoay người bước đi. Tiểu Ngụy Tử, Lão Mạnh, chúng ta đi. Hắn chấp tay sau lưng, hướng nơi xa bước đi. Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân và Minh Vương đều đi theo sau đó. Thẳng đến lúc nhìn theo đoàn người bọn họ rời khỏi, cửu thiên các thiên tế tự lô vân lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Trong lòng hắn lẩm bẩm, quả nhiên như trưởng giáo nói, quan chủ khinh thường mang trận thù hận này lan đến trên thân người khác của cửu thiên các mà ở trong sơn môn cửu thiên các phàm là cường giả thấy một trận chiến này đều vẻ mặt ảm đạm ủ rũ cùng lúc đó tô dịch ngồi trên một chiếc thuyền con thích ý nằm ở nơi đuôi thuyền lấy ra một bầu rượu bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm hắn bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ nữa chỉ muốn tìm một chỗ im lặng củng cố một phen đạo hạnh vừa mới đột phá cảnh giới mạnh trường vân đang khống chế thuyền con cha con ngụy sơn và minh vương thì đang thấp giọng nói chuyện với nhau phi tiên cấm khu trong một mảng thiên địa màu xám u ám hoang vu ngẫu nhiên sẽ có một đạo tiên quang lướt qua bầu trời so với sao băng còn lấp lánh cùng trói mắt hơn trên mặt đất bên cạnh một mảng đồi gò hài cốt trồng chất ngô đạo lâm đang ngồi thiền chữa trị thương thế trên người lúc trước hắn từng trải qua một trận ác chiến cùng một đám thệ linh nghi ngờ lúc còn sống là tồn tại vũ hóa cảnh kịch liệt chém giết dẫn tới bị thương nặng sắp rồi không cần bao lâu ta liền có thể thật sự bước vào vũ hóa chi lộ trong lòng ngôn đạo lâm kẽ nói đột nhiên hắn nhíu mày, trượt ho ra một ngụm máu, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Vẻ mặt hắn lúc sáng lúc tối, gần ra hồi lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng, không ngờ, dốc hết trả giá cùng ẩn nhẫn năm tháng dài lâu, ở trong giới vương cảnh, trung quy vẫn thua quan chủ truyền thế trở về. Hoang dã, chỗ giữa sườn núi một ngọn núi, tô dịch khoanh chân ngồi ở dưới một cây cổ tùng cứng cáp, tĩnh tâm ngồi xuống, đặt chân quý nhất cảnh, một thân đạo hạnh theo đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trong cơ thể tô dịch, đại đạo hỗn động nghiễm nhiên hóa thành một lô đỉnh trực tiếp giống như đại đạo mẫu lô hỗn độn địa ban đầu hóa thành ba cái chân nâng đỡ lô đỉnh thiên địa chi can cắm rễ ở hỗn độn địa thì ẩn chứa trong lô đỉnh mà các loại đại đạo pháp tác do tô dịch nắm giữ đều hòa vào mặt ngoài lô đỉnh như một vài đồ đằng đại đạo cao thâm khó lường ngoài ra lực lượng đạo thể khí huyết như than của lô đỉnh lực lượng ý chí thần hồn như thần của lô đỉnh đều giao dung ở một lò cái gọi là vạn pháp quy nhất vạn đạo quy tông chính là mang lực lượng tu vi thần hồn đạo thể điều hòa vào trong một cái lô đỉnh đại biểu cho đạo hạnh cùng nội tình này. Đại đạo lô đỉnh này lại được gọi là tính linh chi lô, sinh cơ như lửa lò, lửa lò không tắt, đại đạo vĩnh tồn. Chính bởi vì như thế, ở cấp bậc quý nhất cảnh, theo phẩm tướng của đại đạo lô đỉnh, mang nội tình cùng thực lực giới vương quý nhất cảnh chia ra ba bề loại. Đại đạo lô đỉnh đúc ra phẩm tướng khác nhau, quyết định tiềm năng cùng thực lực của giới vương quý nhất cảnh. Đại đạo lô đỉnh tô dịch đúc ra cực kỳ đặc biệt, ba chân hai tai, miệng đỉnh hỗn độn chi khí bốc hơi, trong đỉnh có huyền hoàng mộ khí dâng lên trực tiếp giống như bao quát hỗn độn vạn tượng dày nặng mênh mông thu hút người ta chú ý nhất chính là quanh đỉnh lô có luân hồi chìm nổi phi quang lưu chuyển các loại dị tượng đại đạo lộ ra cùng nhau bảo vệ xung quanh một bức đồ đằng hình kiếm một bức đồ đằng hình kiếm này tuy hư ảo mơ hồ nhưng cẩn thận phân biệt rõ ràng là hình dạng cửu ngục kiếm chẳng qua trên một đồ đằng hình kiếm này vẫn chưa chấn áp những sợi xích thần kia cũng chính bởi vì một đồ đằng hình kiếm này giống như rót vào linh hồn cho đại đạo lô đỉnh, khiến khí tức của nó nghiễm nhiên bày ra một loại đại thế. Đó là một loại đại thế như có thể chấn áp chư thế, vạn cổ không rời, độc tôn trên đời. Lấy tiêu chuẩn đương thời đến xem, đại đạo lô đỉnh này của ta sớm không phải tam giáo cửu lưu gì có thể cân nhắc, dù là các tuyệt phẩm đại đạo lô đỉnh ngàn vạn năm khó gặp kia, cũng phải thua kém ba phần. Tô Dịch tĩnh tâm cảm ứng huyền cơ của đại đạo lô đỉnh, cũng không khỏi động dung. Lúc ngồi thiền tĩnh tu, Tô Dịch không ngừng luyện hóa đan dược, rất nhanh đã ngạc nhiên phát hiện như là tạo hóa linh khiếu đan loại đỉnh cấp bảo dược này, rõ ràng đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình. Trước kia ở cấp bậc đồng thọ cành, nuốt dùng 10 viên tạo hóa linh khiếu đan liền có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện một ngày. Nhưng ở sau khi đặt chân quý nhất cảnh, hiệu quả của tạo hóa linh khiếu đan rõ ràng không bằng trước đây, ước chừng nuốt dùng hơn trăm viên, cũng không cách nào khiến tu vi sinh ra bao nhiêu tinh tiến. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Sau đó, tô dịch liền phát hiện chỗ vấn đề đại đạo lô đình mình đúc ra quá mức thần dị có thể nói là động không đáy như tạo hóa linh khiếu đan lực lượng bảo dược bực này đã rất khó thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình lúc suy nghĩ tô dịch lấy ra một cây vũ hóa thần dược kia hái xuống một chiếc lá cây trong đó bắt đầu tiến hành luyện hóa âm uhm. đại đạo lô đình chờ sôi trào nổ vang vận chuyển khí cơ quanh thân cũng theo đó trở nên hoạt bát thông suốt trong tới chi bách hải lục phủ ngũ tạng dược lực mênh mông khiến mỗi một lỗ chân lông của tô dịch thư giãn cả người lâng lâng một thân tinh khí thần đều được tầm bổ, hồi lâu sau, thằng đến lúc mang một chiếc lá cây Vũ Hóa Thần Dược này hoàn toàn luyện hóa, một thân tu vi quy nhất cảnh đó của hắn hoàn toàn củng cố. Chẳng lẽ nói, từ nay về sau chỉ có Vũ Hóa Thần Dược thần vật hiếm có bực này, mới có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của bản thân ta. Tô dịch giật mình, không biết nên cao hứng hay nên đau đầu, tệ đoạn của đại đạo căn cơ quá mức hùng hậu, là ở đây, giống như tạo hóa linh khiếu đa loại bảo vật này, có thể thỏa mãn rất nhiều giới vương động vũ cảnh thế gian tu hành nhưng đối với tô dịch vừa đặt chân quý nhất cảnh mà nói, đã giống như gân gà. Mà tất cả cái này, cũng liền ý nghĩa, tài nguyên tu hành tô dịch trước mắt sưu tập ở trên người, tuyệt đại đa số đều đã không phát huy được tác dụng. Tương tự, con đường tu luyện về sau, tô dịch phải sưu tập được thiên tài địa bảo tương tự vũ hóa thần dược bực này, mới có thể ở trên con đường tu đạo hát vang tiến mạnh. Xem ra, về sau cần để ý thêm một ít thần vật có thể thỏa mãn bản thân tu hành mới được. Tô dịch thầm nghĩ, hắn vươn người đứng dậy, gọi Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân cùng Minh Vương ở cách đó không xa nói chuyện phiếm, đi thôi, nên rời đi rồi. Cùng ngày, đoàn người ngồi bảo thuyền, rời khỏi thiên kỳ tinh giới. Thiếu ra, chúng ta đi đâu? Trên bảo thuyền, Ngụy Sơn hỏi. Tô dịch thuận miệng nói, vô định ma hải. Kiếp trước, hắn ở sâu trong vô định ma hải, lấy nhân gian kiếm chấn áp giáo chủ tinh hà thần giáo người đánh cá. Mà nay trở về, tự nhiên nên thu hồi nhân gian kiếm. Vô định ma hải. Trong lòng Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân đều dùng mình ở sâu trong tinh không có bảy đại cấm khu như tinh tuyền cấm địa vạn ma lĩnh thần huyện thiên quốc vân vân vô định ma hải là một trong số đó đáng nhắc tới là vô định ma hải tiếp giáp thần nguyên tinh giới mà thần nguyên tinh giới là hang ổ của tinh hà thần giáo tinh không mênh mông vắng lạng vô ngần một chiếc bảo thuyền chạy như bay trong đó trên bảo thuyền tô dịch đang lật xem ngọc giàn ngôn đạo lâm để lại mạnh trường vân đang khống chế bảo thuyền ngụy sơn đang tán gẫu với con gái minh vương minh vương ngồi ở nơi đó ánh mắt ngẫu nhiên sẽ liếc tô dịch cách đó không xa một cái, trong lòng có chút cảm giác quái dị. Hôm nay, nàng đã hoàn toàn tìm hiểu được, quan chủ cùng phụ thân mình sớm từ lúc thiếu niên đã là đồng bạn tốt nhất, nếu luận bối phận, mình không phải tôn sưng đối phương một tiếng thúc thúc. Nếu để phụ thân biết, ta lúc trước còn từng đùa dẫn quan chủ đại nhân đã chuyển thế thành tô huyền quân, sợ thế nào cũng xấu hổ chết mất. Trong lòng Minh Vương nói thầm, dung mạo nàng tinh xảo như thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt tục, có mái tóc dài màu lam đậm cùng thân thể mềm mại thon dài có thể nói ngạo nhân. Giờ phút này nhớ tới một màn ở U Minh giới quen biết với Tô Dịch, khuôn mặt kiều nhuận trắng nõn kia không khỏi nóng lên một phen, trong lòng rất vi diệu. A à Cửu, con làm sao vậy? Ngụy Sơn có chút hồ nghi, phát hiện con gái giống như có tâm sự khác. Không có gì. Minh Vương vội vàng lắc lắc đầu, sau đó nhỏ giọng truyền âm nói, "Phụ thân, ngài có thể nói thêm với con một chút sự tích quá khứ của quan chủ hay không?" "Quan chủ cái gì? Đó là Tô thúc thúc của con." ngụy sơn nghiêm túc sửa đúng minh vương cùng lúc đó tô dịch chăm chú nhìn ngọc giản trong tay lâm vào trầm ngâm đáp án ngôn đạo lâm để lại trong ngọc giản đã gỡ bỏ một ít hoang mang trong lòng hắn khiến hắn rốt cuộc làm rõ rất nhiều chuyện khởi điểm của tất cả thù hận đều có liên quan với thẩm mục tuyết lưu tiên tử của lục dục ma môn vì cầu đạo mà yêu nhau với thẩm mục vì chứng đạo mà khiến thẩm mục tâm cảnh tan vỡ mà chết nhưng thẩm mục vẫn chưa thật sự chết đi mà là chuyển thế trở thành quan chủ từ trên một loại ý nghĩa khác mà nói thẩm mục vẫn chưa thật sự chết đi mà thẩm mục không chết sẽ ảnh hưởng tâm cảnh và con đường tu hành của tuyết lưu tiên tử dựa theo cách nói của ngôn đạo lâm tuyết lưu tiên tử không thuộc về thời đại này mà là đến từ ma chi kỷ nguyên đổi lại mà nói thẩm mục tương tự cũng không thuộc về thời đại này mà là giống với tuyết lưu tiên tử đến từ ma chi kỷ nguyên khi biết được chân tướng này tô dịch cũng không khỏi giật mình nhưng cẩn thận nghĩ một chút liền lại thoải mái quả thực ở trong năm tháng dài lâu quan chủ tung hoành sâu trong tinh không cũng chưa từng nghe nói trên đời có thẩm mục một kỳ tài có một không hai có thể dương kiếm đạo nghịch thiên như vậy cái này đã sớm biểu thị thẩm mục không thuộc về đông huyền vực mà ngôn đạo lâm sở dĩ biết những chân tướng này thì có liên quan với lão thợ may rất lâu trước kia ngôn đạo lâm từng nợ lão thợ may một cái nhân tình to lớn có một ngày lão thợ may bỗng nhiên chuyên môn tìm ngôn đạo lâm hy vọng ngôn đạo lâm giúp lão đi làm một chuyện chuyện này có liên quan với tìm kiếm truyền thế chi thân của thẩm mục cũng là khi đó ngô đạo lâm tìm hiểu được một nữ nhân được gọi là tuyết lưu tiên tử muốn hoàn toàn giết thẩm mục kẻ phụ lòng này cho nên ở lúc quan chủ còn sống ngô đạo lâm từng nhiều lần châm chọc quan chủ là kẻ phụ lòng nguyên nhân xuất hiện ở nơi này tìm hiểu sau những thứ này tô dịch tự nhiên cười nhạt nữ nhân không có giới hạn kia còn dám coi thẩm mục là kẻ phụ lòng quả thực là mặt dày vô sỉ chẳng qua khi vừa nghĩ đến chuyện này lại còn có lão thợ may ở trong đó xe chỉ luồn kim làm tô dịch cũng không khỏi nghiêm nghị không thể nghi ngờ giữa lão thợ may cùng tuyết lưu tiên tử đến từ ma chi kỷ nguyên kia tất nhiên có liên hệ nào đó dựa theo cách nói của ngôn đạo lâm bản tôn tuyết lưu tiên tử không thể vượt qua dòng sông năm tháng buông xuống đông huyền vực cho nên mời lão thợ may hỗ trợ mà lão thợ may thì tìm tới ngôn đạo lâm hơn nữa lão thợ may lúc trước còn mang thiên kỳ tới cho ngôn đạo lâm nói đây là thân truyền đệ tử của tuyết lưu tiên tử bị tuyết lưu tiên tử lấy tiên đạo bí thuật đúc lại thần hồn cùng đạo thể cách nhau vách ngăn thời không đưa vào đông huyền vực tương tự thiên kỳ cũng bị coi là đòn sát thủ săn giết truyền thế chi thân của thầm mục cũng là ở lúc đó môn đạo lâm đặt cho thiên kỳ cái tên này dẫn vào trong cửu thiên các thiên kỳ và khuynh oản quả thật là cùng một người nghiêm khắc mà nói khuynh oản là thiên kỳ phân thân trong cơ thể hai người đều có một thần hồn thai ấn khi thần hồn thai ấn hai người dung hợp sẽ khôi phục thành một người cũng thức tỉnh ký ức trước kia ở trong ngọc giàn môn đạo lâm cũng giải thích vì sao lúc trước không ra tay đối với quan chủ mà phải chờ tới hôm nay thật ra rất đơn giản, không phải không muốn, mà là không làm được. Ở lúc quan chủ còn sống, vô luận là ngôn đạo lâm hay lão thợ may, đều căn bản không phải đối thủ của quan chủ. Tương tự, ngôn đạo lâm cũng nói đến chuyện lúc trước cứu giúp cha con ngụy Sơn cùng Minh Vương. Ngôn đạo lâm nói thẳng, sớm ở trước khi ngụy Sơn gặp nạn, lão thợ may đã nhằm vào ngụy Sơn cùng lão ngụy Què. Bởi vì lão thợ may hoài nghi, quan chủ vẫn chưa thật sự ngã xuống, mà là chuyển thế trọng tu, cho nên tính lấy ngụy Sơn cùng lão ngụy Què làm bố cúc mưu đồ về sau ở lúc đối phó quan chủ có thể coi là quân cờ để dùng nhưng chưa từng nghĩ còn chưa chờ lão thợ may ra tay trong một đêm một hồi đại họa ngập trời xảy ra ở trên người ngụy sơn cùng lão ngụy què cuối cùng chỉ có ngụy sơn cùng con gái hắn may mắn sống sót được ngôn đạo lâm cứu ngôn đạo lâm không thích tác phong của lão thợ may cũng không thèm ở trên chuyện đối phó quan chủ liên lụy đến hạng người vô tội giống như ngụy sơn minh vương cho nên ở trong năm tháng quá khứ ngôn đạo lâm chưa từng tính kế cùng bạc đãi hai người liền băng cha con ngụy sơn coi là người ngoài cuộc để đối đãi tìm hiểu xong chân tướng tất cả cái này trong đầu tô dịch đã đại khái làm rõ chân tướng trận thù hận này xét đến cùng đều có liên quan với thẩm mục tuyết lưu tiên tử kia đến từ ma chi kỳ nguyên là đầu sỏ gây nên lão thợ may là đồng lõa ngôn đạo lâm từng nợ lão thợ may nhân tình vì bù lại nhân tình ở dưới lão thợ may bày nu đặt kế trở thành kẻ chấp hành cụ thể của chuyện này mà thiên kỳ khuynh oản ngụy sơn minh vương đều chỉ là quân cờ trên bàn cờ mà thôi tất cả mục đích chính là muốn giết hắn chuyển thế tri thân này của thẩm mục khuynh oản thì sao nàng lúc trước lại là như thế nào xuất hiện ở bên người mình trên ngọc giản chưa giải thích nhưng tôi dịch dám tin tưởng cái này tuyệt đối không phải trùng hợp cần biết hắn thời điểm kiếp này thức tỉnh ký ức kiếp trước là ở thành quảng lăng cảnh nội đại chu quốc gia nhỏ xa xôi của thương thanh đại lục mà khuynh oản chính là quan môn đệ tử của tuyết lưu tiên tử lúc trước lại xuất hiện ở bên cạnh mình vừa mới thức tỉnh ký ức kiếp trước điều này sao có thể là trùng hợp lúc trước ở ô nhà lĩnh Tô Dịch cũng từng hỏi Tuyết Lưu Tiên tử kia chiếm cứ thân thể thiên kỳ xuất hiện. Đáng tiếc, lúc ấy vẫn chưa đạt được đáp án. Kẻ gọi là Tuyết Lưu Tiên tử kia, tất nhiên nắm giữ bí thuật nào đó, có thể cảm giác được tất cả tình trạng của Thẩm Mục, mà mình là truyền thế chi thân của Thẩm Mục, tất nhiên cũng sẽ bị cảm giác được, chỉ có như thế mới có thể giải thích. Tô Dịch suy nghĩ, đây chỉ là hắn phỏng đoán. Tô Dịch cũng rõ, nếu mình có thể dung hợp ký ức của Thẩm Mục, có lẽ có thể tiến một bước tìm hiểu được chân tướng. Tiếc nối là, cơ hội không đủ hắn trước mắt còn không cách nào đi dung hợp lực lượng đạo nghiệp thẩm mục để lại. Có lẽ, chờ thời điểm bắt được thợ may lão âm hiểm kia, cũng có thể chân tướng rõ ràng. Tô dịch âm thầm cân nhắc, một trận chiến ô nhà lĩnh, mưu tính của tuyết lưu tiên tử đã thua, ngay cả đại đạo phân thân của ngôn đạo lâm cũng bị mình chém giết. Có thể đoán được, lão thợ may tất nhiên sẽ ngay lập tức biết được tình huống này, đi tiến hành liên hệ với tuyết lưu tiên tử đến từ ma chi kỳ nguyên kia. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, nói không chừng khi nào, lão thợ may rất có thể sẽ ra tay lần nữa hơn nữa lấy phong cách làm việc của lão thợ may không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định là một đòn chí mạng ngơi đình vạn quân chẳng qua tô dịch càng rõ không bước đến tuyệt địa thợ may lão âm hiểm này tuyệt đối sẽ không tự mình xuất hiện quan chủ từng nói thợ may nhân vật hành tàu ở bóng tối trốn ở phía sau màn bực này khi bại lộ ra tung tích của hắn đã tương đương mất đi vũ khí sắc bén nhất uy hiếp đối thủ cái này quả thực không giả kiếm treo ở đỉnh đầu mới làm người ta lo lắng đề phòng nếu kiếm này chém xuống ngược lại khiến đối thủ có cơ hội có thể đối kháng có cơ hội phải đi thần đô tinh giới giai không tự một chuyến lão gia hỏa kia tự cho mình là hộ đạo già lam tất nhiên biết được một ít manh mối của thợ may tô dịch thầm nghĩ giai không tự được coi là phật môn bảo sát thế ngoại tịnh thổ trong mắt phật tu một trong các phật thổ thần bí thế gian không thể biết tên kính cẩn của vùng đất của chư phật hoặc vùng đất của giáo lý của họ mà giai không tự có lão hòa thượng pháp danh không chiếu tự cho mình là hộ đạo già lam cũng là một trong các đại năng lánh đời số lượng không nhiều sâu trong tinh không. Không chiếu lão tăng cũng là một tồn tại số lượng không nhiều trên thế gian có thể khiến thợ may kiêng kỵ ba phần. Mà quan chủ là một người số lượng không nhiều trên thế gian có thể khiến không chiếu lão tăng không làm gì được. Sau khi tư dịch bọn họ rời khỏi thiên kỳ tinh giới không lâu, một tin tức chuyển ra, thổi quét tinh không các giới, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Tin tức rất đơn giản bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Quan chủ chuyển thế trở về. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng tu sĩ thiên hạ đều lâm vào chấn động. Đổi làm bất luận kẻ nào khác, đều nhất định không có khả năng sẽ có ảnh hưởng lớn như thế. Nhưng quan chủ khác, ở trong năm tháng quá khứ, hắn kiếm chấn tinh không các giới, sáng lập nhiều sự tích truyền kỳ đến không xuể, trong mắt người đời, như thần thoại không thể địch nổi. Dù là các nhân vật thế hệ trước giới vương cảnh kia, ở trước mặt hắn cũng ảm đạm, thắp sắc. Sớm ở một năm trước, theo tin tức quan chủ truyền thế ở huyền hoàng tinh giới truyền ra, đã chấn động tinh không các giới, dẫn phát thiên hạ chú ý. Mà bây giờ, quan chủ chuyển thế trở về trở lại sâu trong tinh không cái này mặc cho ai có thể không chấn động luân hồi đại đạo áo nghĩa như cấm kỵ vậy mà lại bị quan chủ tìm được mà nay hắn chuyển thế trở về tất nhiên sẽ đúc lại truyền kỳ nối lại huy hoàng không biết bao nhiêu người vì vậy cảm xúc dâng trào nhất là rất nhiều kiếm tu đương thời đối với quan chủ càng có sự tôn sùng phát ra từ trong xương cốt khi biết được quan chủ trở về quả thực như tín đồ thành kính chờ được thần linh tín ngưỡng đồn đãi thế mà là thật quan chủ vậy mà lại ở trong luân hồi trở về chỉ là, hôm nay quan chủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu, thời điểm một năm trước, một ít thế lực tinh không chắc như đính đóng cột tuyên bố với bên ngoài, quan chủ hôm nay, chỉ là tu vi hoàng cảnh mà thôi. Vấn đề này, dẫn phát tinh không các giới nghị luận, cũng thành đề tài nóng nhất. Vô luận là thế lực đỉnh cao nhất đương thời, hay là tu sĩ lan lộn ở tầng dưới chót nhất thế gian, đều đang nghị luận sôi nổi. Hoàng cảnh, sai, quan chủ hôm nay sớm đã đặt chân dưới vương cảnh, có được chiến lược có thể nói như nghịch thiên. Rất nhanh, càng nhiều chi tiết cùng chân tướng hơn bị người ta đưa ra ngoài ánh sáng bắt đầu lan truyền ở tinh không các giới thiên cơ tinh giới tô dịch chuyển thế chi thân của quan chủ kiếm áp thế lực đầu sỏ tinh không thái ấp đạo môn thái áp thái ấp đạo môn chỉ có thể trả tiền tiêu trừ tai họa thiên kỳ tinh giới một trận chiến ô nhà lính quan chủ lấy sức một người đánh tan giới vương động vũ cảnh thanh loan linh tộc tinh hà thần giáo cổ tộc vũ thị ba thế lực lớn giết đầu người lan lông lốc máu chảy thành sông tục truyền quan chủ còn từng giết đến ngoài sơn môn cửu thiên các chỉ là cụ thể đã xảy ra cái gì lại không ai biết tin tức hẳn là bị cử thiên khác để ép xuống khi những tin tức này lục tục truyền ra quả thực như gió bão thổi quét tinh không các giới làm cả giới tu hành nổ tung tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi ai cũng không ngờ quan chủ một năm trước còn bị coi là tu vi hoàng cảnh nay sau khi trở về không ngờ thu hoạch chiến tích chói mát sạc sỡ như thế thanh loan linh tộc khi phong thiền giáp biết được tin tức tức giận đến mức sắc mặt xanh mét đằng đằng sát khí đi điều tra một chút rốt cuộc là ai đang phát tán tin tức con mẹ nó dám cố ý rắc muối trên vết thương của thanh loan linh tộc ta quả thực đáng giết cổ tộc vũ thị phú hương dương đầu cổ như cấp hóa thạch vẻ mặt ngưng trọng nói tin tức truyền báo quá nhanh ngắn ngủn mấy ngày đã thổi quét tinh không các giới rõ ràng là có người đang âm thầm thúc đẩy mang hành tung cùng sự tích của quan chủ lộ ra ở trước mặt người trong thiên hạ tương đương là mang quan chủ đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió dụng tâm hiểm ác tinh hà thần giáo tên khốn kiếp nào đang tuyên dương việc này khắp nơi đây là tính xem trò cười tinh hà thần giáo ta một vị đồ cổ bối phận cao đến dọa người tức giận cái gọi là việc xấu trong nhà không thể tuyên dương một trận chiến ô nhà lính làm tinh hà thần giáo bọn họ thương vong thê thảm nặng nề hận không thể giấu đi chuyện sỉ nhục bực này tự nhiên không có khả năng tự mình đi tuyên dương nhưng bây giờ ngược lại ngắn ngủn mấy ngày thời gian đã ồn ào tới mức thiên hạ đều biết thái ất tạo môn hành tung của quan chủ bại lộ nhất định sẽ bị các kẻ địch kiếp trước nhằm vào như vậy còn không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió đại đạo phân thân của đặng tả nhẹ nhàng nói mà lấy hiểu biết của ta đối với quan chủ hắn nhất định khinh thường chủ động tuyên dương những sự tích này cái này cũng liền ý nghĩa có người cố ý làm muốn hoàn toàn quấy đục nước mà mục đích chỉ sợ là muốn để quan chủ phiền toái quấn thân nói đến đây đặng tả không khỏi than khẽ một tiếng nói thật đúng là thời buổi rối loạn cửu thiên các thiên tế tự lô vân sau khi biết được tin tức âm thầm may mắn lúc trước mang tin tức một trận chiến đó của quan chủ cùng trường giáo nhà mình hoàn toàn phong tỏa nếu không nếu để người đời biết đại đạo phân thân của trưởng giáo bị chém còn không biết sẽ rước lấy bao nhiêu dị nghị không đúng lô vân sau khi bình tĩnh rất nhanh phát hiện khác thường ai sẽ ăn no rừng mỡ đi chủ động tuyên dương tin tức có liên quan với quan chủ không lo lắng bị trả thù nghĩ đến đây lô vân nheo đôi mắt lại phản ứng lại những tin tức này đã mang quan chủ đầy tới nơi đầu sóng ngọn gió cũng tự nhiên dẫn tới những người thù hận quan chủ kia chú ý một ít thế lực lớn đỉnh cấp đều ngồi được chỗ không thích hợp bởi vì tin tức có liên quan quan chủ trở về truyền bá quá nhanh. Cái này rõ ràng rất khác thường. Quả nhiên, không bao lâu, liền có một chuỗi tin tức chấn động truyền ra, hộ đạo cổ tộc Trung Thị tuyên bố đối với bên ngoài, thời đại thuộc về quan chủ sớm đã trôi qua, về sau thiên hạ này, sẽ lấy cường giả vũ hóa cảnh đứng đầu. Ngay sau đó, liền có tin tức tuôn ra, một vị đồ cổ của hộ đạo cổ tộc Trung Thị, nghi là ở trong di tích liệt tiên nào đó đột phá cảnh giới, bước vào vũ hóa chi lộ. Nhất thời, tinh không có giới xôn sao. Vũ hóa chi lộ, một con đường biến mất vạn cổ năm tháng, vậy mà lại thật sự tái hiện trên đời. Cái này quả thực long trời lở đất, khiến các đại đạo thống đỉnh cấp đều ngồi không yên nữa. Chờ đi, mấy năm nay, rất nhiều đầu sỏ tinh không sớm đã giành trước hành động, mà nay đều đang trên đường tranh giành nhau vũ hóa chi lộ. Một đoạn năm tháng kế tiếp, thiên hạ sẽ nghênh đón một thời đại mới tinh. Đến lúc đó, quan chủ làm thần thoại thời đại trước, nhất định sẽ từ đây điêu linh. Tin tức tương tự như vậy, không ngừng lên men ở tinh không các giới, thiên hạ ồn ào gió nổi mây phun. Cũng là lúc này, thế lực đỉnh cấp của thế gian này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, một loạt tin tức này bại lộ ra ngoài ánh sáng, mục đích cuối cùng vẫn là đang nhằm vào quan chủ. Có người đã giành chức đặt chân vũ hóa chi lộ, đây là chuyện quan chủ năm đó cũng chưa từng làm được. Có thể đoán được, nếu trong năm tháng kế tiếp, lục tục lại có tồn tại vũ hóa cảnh ngang trời xuất thế, tất nhiên có người sẽ đứng ra, hung hăng dẫm quan chủ ở dưới chân. Ngay tại lúc mấy tin tức này dẫn phát thiên hạ chấn động, đoàn người tô dịch đã vượt qua tinh không, tới bên vô định ma hải. Vô định ma hải, một trong bảy đại cấm khu của tinh không. Đây là một mảng đại dương mênh mông vắt ngang ở trong một thế giới hoang vu, bao phủ ở trong sát vụ cuồn cuộn. Trong đại dương mênh mông, chìm nổi thi hải tinh tú nhiều đến không xuể. Nó cực kỳ rộng lớn mênh mông, ở trong năm tháng từ xưa đến nay, không có ai rõ, mảnh đại dương mênh mông như cấm kỵ này, rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật không muốn để ai biết. Là một trong bảy đại cấm khu tinh không, dù là nhân vật giới vương cảnh, cũng gần như không dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Nó tràn ngập lực lượng cấm kỵ, hung ác khó lường, ở trong năm tháng quá khứ, từng mai táng không biết bao nhiêu đại năng giới vương cảnh. Nhưng ra ngoài tô dịch dự kiến, khi đoàn người bọn họ đến bên vô định ma hải, lại bất ngờ phát hiện, nơi đây thế mà lại rất náo nhiệt. Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ kết đàn kết đội, không chế độn quang rực rỡ, lao về phía vô định ma hải. Không thể tưởng tượng là, các tu sĩ này phần lớn đều là nhân vật giới giới vương cảnh. Từ khi nào, tùy tiện người nào cũng có thể tới vô định ma hải. Tô dịch rất bất ngờ, ở trong lịch duyệt của quan chủ trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng vô định ma hải làm một trong bảy đại cấm khu hoàn toàn chính là hiếm thấy vết chân rất khó nhìn thấy tung tích tu sĩ nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác khi thật sự đến phụ cận bờ biển nhìn một cái phụ cận đường ven biển uốn lượn dài đằng đẵng kia khắp nơi đều là bóng dáng tu sĩ rậm rạp trong đó lại càng không thiếu một ít tồn tại dưới vương cảnh ngay tại lúc tô dịch tính phái mạnh trường vân đi tìm hiểu một chút tin tức nơi xa đột nhiên có tiếng chém giết chiến đấu có nhân vật giới vương cảnh đang đánh nhau to lửa thần ngang trời, bảo quang càn quét. Hai cường giả giới vương cảnh, ở trong hư không kịch liệt chém giết. Một người là nam tử áo bào đỏ, thao túng một thanh phi đao ánh vàng rực rỡ. Một người là ông lão áo bào vài bóng người cao lớn, tay cầm một cây chiến qua đồng xanh. Hai người trình diễn chiến đấu, nhất thời hấp dẫn ánh mắt rất nhiều tu sĩ phụ cận vô định ma hải. Tô dịch chỉ dương mắt nhìn nhìn, liền mất đi hứng thú. Đọ sức giữa hai vị giới vương đồng thọ cảnh mà thôi, không có gì đáng để ý. Nhưng ngay lúc này, một tiếng tiêu réo rát du dương đột nhiên vang lên ở trong thiên địa theo tiếng tiêu vang vọng trong thiên địa mây lành bay bay đại đạo kim hoa nở rộ từng đóa mà một nam tử mặc áo bào bạc đầu đội mũ miệng chân đạp con đường những đóa đại đạo kim hoa khi trải thành bước chậm đến phong tư tiêu sái giống như thần tiên hạ phàm toàn trường yên tĩnh không ai không kinh diễm tiếng tiêu du dương đó như thiên âm réo rát giống như chim hót nơi núi vắng lộ ra lực lượng sộc thẳng vào lòng người mà nam tử mũ miệng áo bảo bạc kia càng nổi bật bất phàm phong thái tuyệt thế vừa nhìn là biết một vị tồn tại khủng bố vô cùng hắn đến cũng lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý hai vị tồn tại giới vương cảnh đang kịch liệt chém giết kia cũng bị kinh động đều dừng tay ánh mắt nhìn về phía nam tử mũ miệng áo bảo bạc kia đều mang theo nét kiêm kỵ nơi đây hội tụ rất nhiều tu sĩ dưới giới vương cảnh mà hai vị thân là giới vương lại ở đây tùy ý ra tay nếu là thương tổn đến những kẻ vô tội đó có nỡ làm vậy không nam tử mũ miệng áo bảo bạc một tay cầm tiêu trúc xanh biếc một tay để sau lưng khẽ than một câu dẫn tới rất nhiều tu sĩ ở đây cộng hưởng đều lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng hâm mộ đây mới là cao nhân thật sự phong thái cùng trí tuệ của hắn làm người ta thuyết phục mà hai vị nhân vật giới vương cảnh kia đều càng người mất tự nhiên vẻ mặt lúc sáng lúc tối nghe ta khuyên một câu ông trời có đức hiếu sinh hai người các ngươi nếu nhất định phải đánh giết thì đi nơi bốn bề vắng lặng chớ ở đây làm loạn nam tử mũ miệng áo bảo bạc nhẹ nhàng nói vẻ mặt tràn đầy sự thận trọng cùng ngạo nghễ nếu không ta cũng chỉ có thể không ngại vất vả thay trời hành đạo sao ta cảm giác kẻ này không phải gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ càng như là cố ý làm náo động chứ mạnh trường vân nói thầm ngụy sơn cũng rất tán đồng đánh giá thằng nhãi này quá phù phiếm khoe khoang rồi từ khi vừa xuất hiện vừa là thổi tiêu vừa là kết ra đại đạo kim hoa dù trong lời nói cũng khắp nơi lộ ra một hương vị phù phiếm khóe môi tô dịch không dễ phát hiện giật một cái nói các người cảm giác không sai đã này quả thực thích nhất xen vào việc của người khác bắt được cơ hội thì phải làm màu một phen nếu không cả người liền không thoải mái mạnh trường vân và người sơn ngần ra ý thức được tô dịch như nhìn thấu thân phận nam tử mũ miệng áo bào bạc kia mà lúc này hai vị giới vương kia cả người cứng đờ nhìn nhau một cái đều giống như thỏa hiệp hướng về nam tử mũ miệng áo bào bạc kia ôm quyền vái liền xoay người mà đi không đánh mà thắng đã hóa giải một hồi chiến đấu một màn này nhất thời đưa tới rất nhiều tiếng ủng hộ ở đây một ít nữ tu sĩ xinh đẹp trong mắt càng tỏa ra tia sáng kỳ dị lâm vào xấu hổ mà lúc này một thanh âm giật mình vang lên xin hỏi các hạ chẳng lẽ là trang thị nhất tộc trang bích phàm trang tiền bối trang bích phàm cái tên này vừa ra toàn trường yên tĩnh đều động dung ở sâu trong tinh không có tám đại thế gia cấp giới vương một trong số đó là cổ tộc trang thị mà ở cổ tộc trang thị khiến người ta nói chuyện say sưa nhất chính là vị đại năng cấp đồ cổ kia trong tông tộc bọn họ trang bích phàm cái gọi là bình sinh không biết trong bích phàm liền xưng giới vương cũng ổn công trong hư không chỉ thấy nam tử mũ miệng áo bào bạc giật mình như không khỏi thổn thức cảm khái nói nhớ ngày xưa một tiêu một kiếm bạc ta đi gánh hết cuồng danh người vạn năm bồn tọa đã rất lâu rồi chưa từng hành tàu trên thế gian chưa từng nghĩ thiên hạ hôm nay lại còn có người nhớ được bồn tọa toàn trường chấn động các tu sĩ kia đều lộ ra vẻ mặt kính sợ thì ra là vị lão gia hòa kia của trang thị nhất tộc mạnh trường vân giật mình ánh mắt khác thường bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Sớm từ lúc ở Hắc Yên giới bên cạnh vành đai gió Hắc Yên, lão từng gặp một người trẻ tuổi tên là Trang Tiêu Vân, cũng rất nóng nảy hoang dã cùng kiêu ngạo, thích tỏ bất bình với chuyện bất công của thiên hạ. Kết quả bị tô dịch hung hăng chỉnh trong một trận, thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ. Mà nay so sánh, quả nhiên phát hiện, khí chất trên người Trang Tiêu Vân, có rất nhiều chỗ tương tự với lão tổ tông nhà hắn. Thì ra là hắn. Ngụy Sơn nhích miệng cười lên, Trang Bích Phàm, một kẻ bị coi là nhà thơ lang thang số một tinh không ai có thể không biết tô dịch thì nhịn không được say dai mi tâm trang bích phàm lão gia hỏa này cái gì cũng tốt duy chỉ có không tốt chính là quá thích làm màu bổn tọa sớm đã qua tuổi thích làm náo động hôm nay sở dĩ ra mặt cũng là không đành lòng các vị triệu tay bay vạ gió mà nay chuyện đã xong mọi người đều giải tán đi trong hư không trang bích phàm rất nhẹ nhàng phất phất tay nhưng tô dịch rõ ràng nhìn thấy khóe môi gã này lại đang hơi nhếch lên rõ ràng là cực kỳ hồng thụ loại cảm giác vạn người chú ý này tật xấu của gã này quả nhiên là không sửa được tô dịch không khỏi cười khẩy đột nhiên một thanh âm lạnh nhà vang lên trang lão quái ngươi một khi đã có thiện tâm như vậy không bằng giúp ta một việc như thế nào bốn bóng người từ nơi xa lướt đến một người trung niên mặc đạo bào màu vàng một nữ tử mặc váy một bà lão áo sạc sỡ tóc thừa thớt cùng với một thanh niên áo bào xám ốm yếu cầm đầu là trung niên đạo bào màu vàng kia tay cầm một cây phất trần khuôn mặt lạnh lùng uy thế quanh thân như ngọn núi vắt ngang trời người họa tâm trai ngụy sơn nhíu mày thấp giọng truyền âm tô dịch vẻ mặt bất động nói thanh niên áo bảo giám kia mới là tránh chủ hẳn là tộc nhân đến từ hộ đạo cổ tộc trung thị hộ đạo cổ tộc trung thị trên mặt ngụy sơn mạnh trường vân đều lộ ra một tia ngưng trọng so sánh với các đầu sỏ tinh không kia của thế gian trung thị là một trong sáu đại hộ đạo cổ tộc nội tình không thể nghi ngờ càng thêm cổ xưa thậm chí có thể dùng sâu không lường được để hình dung trên thực tế nội tình của sáu đại hộ đạo cổ tộc đều có thể ngược dòng đến thời kỳ thái cổ thậm chí được đồn là hậu duệ liệt tiên. Mà tô dịch nhớ tới một đoạn chuyện cũ. Rất lâu trước kia, vị tiểu thư thân phận đặc thù kia của họa tâm trai từng lấy thân phận tùng sai, bái vào thái huyền động thiên, trở thành một ký danh đệ tử của hắn. Thẳng đến về sau lúc chân tướng rõ ràng, tô dịch mới biết, vị tiểu thư họa tâm trai này, thực ra là đến từ hộ đạo cổ tộc Trung Thị. Mà quan hệ giữa họa tâm trai cùng hộ đạo cổ tộc Trung Thị, vốn là cực kỳ chặt chẽ. Ngay tại lúc tô dịch suy nghĩ, dưới hư không nơi xa, Trang Bích Phàm cũng đã nhìn thấu thân phận đối phương, không khỏi nhíu mày nói, họa tâm trai các người gia nghiệp lớn, nào cần trang mũi đến hỗ trợ. Không khí lặng yên trở nên nặng nề áp lực. Một ít tu sĩ khu vực phụ cận phát hiện thế cục không ổn, đều ngay lập tức hướng nơi xa bỏ chạy, sợ bị lan đến. Dù sao, một khi bùng nổ đại chiến, chỉ là dư âm chiến đấu, cũng đủ để các nhân vật dưới giới vương cảnh ở đây hóa thành cho bụi. Đây không phải là thời điểm xem đáo nhiệt. Trong lúc nhất thời, nơi đây cũng trở nên lạnh lùng trống trải hơn rất nhiều nhưng cũng không thiếu một ít nhân vật dưới vương cảnh lựa chọn lưu lại ở nơi xa quan sát nói đến cũng khéo việc này cũng chỉ có chàng lão quái người có thể giúp trung niên đạo bào màu vàng giọng điệu lạnh lùng ô rốt cuộc là chuyện gì chàng bích phàm nhíu mày chặt hơn nữa định hải phân thủy châu thanh niên áo bào xám ốm yếu kia đột nhiên lên tiếng chỉ cần mang bảo vật này cho chúng ta mượn dùng một chút chẳng khác nào giúp chúng ta rất nhiều nơi xa khi nghe được lời này tô dịch khẽ nhíu mày những kẻ này thì ra là muốn có ý đồ với bảo vật này. Mạnh Trường Vân thì nhớ ra, lúc trước tô dịch ở Hắc Yên Giới, từng bảo trang Tiêu Vân sau khi trở lại tông tộc, chuyển một câu cho lão tổ trang Bích Phàm của hắn, bảo trang Bích Phàm mang theo một món bảo vật, chờ ở bên vô định Ma Hải. Không thể nghi ngờ, bảo vật này tất nhiên chính là định Hải Phân Thủy Châu. Đôi mắt trang Bích Phàm lặng yên co lại, đang muốn nói gì. Thanh niên áo bảo xám đã lạnh lùng nói, chúng ta đã tìm tới ngươi, tự nhiên rõ bảo vật này ngay tại trên người ngươi, ta cũng không ngại nói thẳng, ta đến từ trung thị nhất tộc tên trung dương tốn nền mặt cái có được không vẻ mặt trang bích phàm lúc sáng lúc tối một phen trung niên đạo bào màu vàng nữ tử mặc váy bà lão trang phục sạc sỡ ba người đều lặng yên di chuyển bóng người phong tỏa đường lui của trang bích phàm ung dung nhìn trang bích phàm mắt đó như nhìn con thú trong lồng không khí càng thêm áp lực làm người ta không thở nổi dù là một ít nhân vật giới vương xa xa quan sát cũng dù như cầy giấy một phen ai cũng không ngờ lực lượng của họa tâm trai cùng cổ tộc trung thị lại sẽ ở bên vô định ma hải này nhằm vào đồ cổ trang bích phàm đến từ giới vương thế gia trang thị người nói mượn liền cho mượn ta chẳng phải là quá mất mặt trang bích phàm cười lạnh một tiếng thằng nhóc đừng cho rằng đến từ trung thị thì có thể không coi ai ra gì coi trời bằng vung trong lòng hắn thầm than con mẹ nó lâu không ra ngoài thật không dễ gì ra ngoài một chuyến liền gặp phải họa lớn ngập trời bực này không khỏi cũng quá xui xẻo rồi Trung Dương tốn thoạt nhìn ốm yếu đột nhiên lộ ra một nụ cười phóng túng ngông nghênh, nói, lão già, nể mặt rồi mà không cần, ta nói cho ngươi, ở nơi này, ta có thể không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Giết hắn! Nói xong, Trung Dương tốn vung tay. Ba người trung niên đạo bào màu vàng luôn vận sức mà chờ, đều không chút do dự ra tay. Âm âm! Hư không hỗn loạn, lửa thần bùng nổ. Ba vị nhân vật giới vương cảnh đứng đầu đến từ họa tâm trai trực tiếp hạ sát thủ, không lưu tình chút nào mà trung dương tốn thì chắp tay sau lưng thành thơi đứng ở nơi xa quan sát ánh mắt nhìn về phía trang bích phàm như nhìn chăm chăm một người chết trang bích phàm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết hắn đang muốn đột vây giết ra một con đường sống đột nhiên một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt theo tay áo bảo phất một cái ầm uhm. một đòn chí mạng của ba vị họa tâm trai giới vương trực tiếp bị hóa giải càng chấn động bóng dáng ba người lào đào một cái lui về phía sau bọn họ đều đồng loạt biến sắc nơi xa trung dương tốn nhíu mày người nào lớn mật như thế, dám nhúng tay vào, tìm chết cỡ nào. Trang Bích Phàm thì chợt trừng to mắt, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy vui mừng, đã biết người tới là ai. Bảo vật ta muốn, các ngươi cũng dám cướp, thật sự là to gan lớn mật. Thanh âm lạnh nhạt lộ ra khinh thường còn đang quanh quần, Tô Dịch đã trực tiếp ra tay. Bàn tay như kiếm, đảo qua ngang trời. Một đạo kiếm quang hiện ra, chiếu sáng núi sông cũng như là nháy mắt chiếu sáng bầu trời mênh mông mà lại vắng lặng trên trời dưới đất hoàn toàn sáng rõ thân thể trung niên đạo bào màu vàng nữ tử mặc váy cùng bà lão trang phục sạc sỡ đều đồng loạt vỡ vụn tan rã hóa thành cho bụi lúc trước ở ô nha lĩnh trước thiên nha điện tôi dịch lấy tu vi đồng thọ cảnh đại viên mãn đã có thể lấy sức một người đối kháng một đòn toàn lực của 19 vị giới vương động vũ cảnh mà nay hắn đã là tu vi quy nhất cảnh sớm không thể so sánh nổi dù là chém giết phân thân một chân bước vào vũ hóa chi lộ khi của ngôn đạo lâm cũng là dễ dàng lúc này chỉ là thu thập ba nhân vật động vũ cảnh tự nhiên có được lực lượng tuyệt đối nghiền áp nghiêm khắc mà nói so sánh với quan chủ lúc đỉnh phong nhất, hôm nay tô dịch chỉ có hơn chứ không kém. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Trang bích phàm lặng yên xếp chặt hai tay, trợn mắt cứng lưỡi. Trung dương tốn chắp tay sau lưng đứng ở nơi xa thân thể chợt phát cương, đôi mắt trừng tròn xoe. Một bầu không khí yên tĩnh lay động lòng người, tràn ngập ở trong thiên điện núi sông, im ắng, kim rơi có thể nghe thấy. Ngay cả sóng biển mãnh liệt của vô định ba hải nơi xa cũng trở nên im lặng. Những người xem cuộc chiến nơi xa, bất ngờ không kịp đề phòng, càng chấn động tới mức cầm sắp rơi xuống. Lúc trước, mọi người đều toát mồ hôi thay Trang Bích Phàm vị đồ cổ đến từ trang thị nhất tộc này, thậm chí hoài nghi Trang Bích Phàm khó thoát khỏi kiếp nạn này. Dù sao, người ra tay chính là ba vị đại năng đến từ họa tâm trai. Nhưng ai cũng không ngờ, ở lúc trận đại chiến này còn chưa bùng nổ, một người trẻ tuổi áo bào xanh xuất hiện, tùy tay một kiếm, đã thoải mái chém giết ba vị đại năng động vũ cảnh kia của họa tâm trai. Một màn tử vong đột ngột mà bá đạo này, như một dòng khí lạnh thấu xương, kích thích mọi người ở đây trong lòng run rẩy như rơi vào hố băng quá khủng bố đặt ở sâu trong tinh không động vũ cảnh đã là tồn tại đỉnh phong nhất ai có thể tưởng tượng giống như nhân vật bực này sẽ giống như là đất chó ngói bị người ta thoải mái gạt bỏ tương đối mà nói bọn ngụy sơn mạnh trường vân là bình tĩnh nhất theo bọn họ thấy nếu quan chủ không làm được một bước này vậy mới gọi là khác thường đến người không coi ai ra gì coi trời bằng vung một lần nữa cho ta nhìn xem tô dịch không để ý những thứ này ánh mắt hắn thản nhiên nhìn về phía trung dương tốn cả người trung dương tốn giật mình một cái đột nhiên biến sắc ngoài mạnh trong yếu nói các hạ là ai vì sao phải xen vào trong chuyện trung thị chúng ta cùng họa tâm trai nhát gan như vậy rồi cổ tộc trung thị các ngươi có thể xưng là gia tộc tôn quý cổ xưa nhất đông huyền vực con em tông tộc luôn luôn lấy kiên trình bất khuất ngạo cốt bong bong làm vinh dự sao đến chỗ người vật nhỏ này lại thành tông chân mềm rồi Chẳng bích vàm châm chọc vẻ mặt đầy thất vọng đổi làm ta là các tổ tiên kia nhà ngươi thế nào cũng tức giận đến mức bật quan tài dựng dậy, sắc mặt trung dương tốn âm trầm khó coi. Sau đó, hắn như ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn chăm chăm Tô Dịch, kinh nghi nói, "Ngươi, ngươi chẳng lẽ là chuyển thế chi thân của quan chủ?" Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Những ngày gần đây, lời đồn có liên quan quan chủ ồn ào huyên náo, truyền khắp Tinh Không các giới, nhắc lên không biết bao nhiêu sóng gió và bình luận, chỉ là ai cũng không ngờ, một vị tồn tại được chú ý như vậy, lại sẽ xuất hiện ở bên Vô Định Ma Hải này cái này thật sự quá mức làm người ta giật mình trách không được thực lực khủng bố như thế thì ra hắn chính là quan chủ một ít nhân vật giới vương cảnh đang xem cuộc chiến đều lộ ra vẻ mặt giật mình tôi dịch như có chút suy nghĩ chẳng lẽ hành tung quá khứ của mình đã tiết lộ ra ngoài lão tổ nhà ta từng nói như quan chủ đại nhân cường giả cấp bậc này dù là giết địch bình thường cũng không thèm xuống tay đối với hạng người nhỏ yếu trung dương tốn hít sâu một hơi nói mà hôm nay quan chủ đại nhân đây là muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ sao lời này vừa nói ra vẻ mặt rất nhiều người trở nên cổ quái. Ai dám tưởng tượng, đường đường hậu duệ cổ tộc trung thị lại sẽ dùng phương thức bực này để cầu sinh. Tô dịch cũng cười, nói, ngươi là tu vi động vũ cảnh trung kỳ, mà ta tu vi quý nhất cảnh sơ kỳ, có thể nào tính lấy lớn bắt nạt nhỏ, như vậy đi, ta cho phép ngươi đổi cái lý do nữa. Trung dương tốn. Hắn trầm mọc một lát, nói, thiên quyền lão tổ tộc ta trước đó không lâu, đã thành công bước vào vũ hóa chi cảnh. Toàn trường trượt yên tĩnh. Vũ hóa cảnh. Thật ra những ngày gần đây, tinh không các giới sớm có lời đồn nói một vị đồ cổ của cổ tộc trung thị nghi là ở trong di tích liệt tiên nào đó đột phá cảnh giới bước lên vũ hóa chi lộ nhưng đây dù sao cũng là lời đồn tuy dẫn phát thiên hạ chấn động lại chưa từng được chứng thật nhưng bây giờ trung dương tốn hậu duệ dòng chính cổ tộc trung thị chủ động nói ra chân tướng này hơn nữa điểm danh nói chứng đạo vũ hóa cảnh chính là đồ cổ tông tộc này trung thiên quyền bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim xin hỏi quan chủ đại nhân lý do này có đủ hay không? Trung Dương Tốn từng chữ một, trên mặt đã hiện lên sự ngạo nghễ. Vũ hóa cảnh, nhất định sẽ dẫn dắt thời đại hoàn toàn mới. Mà thiên quyền lão tổ của cổ tộc Trung Thị bọn họ, là nhóm tồn tại đầu tiên trở thành vũ hóa cảnh sau vạn cổ. Có lực lượng như vậy, thiên hạ người nào dám bất kính. Tô dịch lại lắc đầu cười than thở, nói, cơ hội ta đã cho ngươi, nhưng ngươi không dùng được nha. Trung Dương Tốn ngẩn ngơ. Phóc, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu Trung Dương Tốn cắm vào, cả thân thể hắn nổ tung hồn phi phách tán mọi người đều sợ hãi chỉ có trang bích phàm cười nói không biết cúi đầu phối hợp lại lấy uy thế lão tổ hắn để tiến hành uy hiếp ngu xuẩn cỡ nào tiểu bối trung gia bây giờ chẳng lẽ đều đã quên quan chủ phản cảm nhất chính là bị người ta uy hiếp hắn rất thổn thức nếu đổi là nhân vật thế hệ trước trung gia ở đây trừ phi là muốn bất chấp mọi giá ra tay nếu không ở trên lời nói tuyệt đối sẽ không đi tiến hành uy hiếp nơi xa ngụy sơn và mạnh trường vân đã theo bản năng bắt đầu hành động tính dọn dẹp chiến lợi phẩm tiền bối vẫn là để tiểu lão đến đi mạnh trường vân vội vàng nói ai chút việc nhỏ này nào cần là phiền người tới ngụy sơn từ chối hắn không chỉ quen thu thập chiến lợi phẩm càng tạo thành sở thích rồi sao có thể dễ dàng để mạnh trường vân đến cướp đoạt chính bởi vì là việc nhỏ không quan trọng nếu để tiền bối ngài đích thân làm chẳng phải tổn thọ tiểu lão rồi vẫn là để tiểu lão đến đi mạnh trường vân nghiêm nghị nói ngụy sơn sao có thể đáp ứng theo lý cố gắng khi thấy một màn như vậy cánh môi đỏ mọng của minh vương hơi run rẩy lên cần tới nỗi vậy sao tô dịch thì giờ khóc giờ cười cũng mặc kệ hắn nhìn về phía trang bích phàm nói lão trang đồ có mang đến không mang tới rồi trang bích phàm cười lên đi qua bên kia nói chuyện nói xong tô dịch hướng phía trước lao đi tìm nơi yên tĩnh không có người trang bích phàm theo sát sau đó một trận sát kiếp nhằm vào trang bích phàm hạ màn từ đây nhưng tô dịch xuất hiện lại ở bên vô định ma hải này nhấc lên một cơn bão một khắc đồng hồ sau tôi Dịch ngồi ở trong ghế mây, tay phải thưởng thức một viên linh châu màu lam đậm to bằng hạt đào. Linh châu trong suốt kỳ ảo, quanh quẩn những luồng xương băng màu lam đậm tựa như ảo mộng, trong nó thì tràn đầy một phần khí tức hỗn độn bồn nguyên huyền diệu. Định Hải phân thủy châu, chấn tộc trí bảo của cổ tộc Trang Thị, lời đồn sinh ra ở trong một hỗn độn hải nhãn cổ xưa nhất, có được diệu dụng không thể tưởng tượng. Có được bảo vật này, ở lúc tới vô định ma hải cấm khu hung hiểm bực này, đủ có thể thoải mái hóa giải các loại sát kiếp. Đây là có người muốn nướng ta trên lửa. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Ở trong nói chuyện với Trang Bích Phàm, hắn đã tìm hiểu được, những ngày gần đây, tin không các giới khắp nơi đều đang lan truyền sự tích có liên quan với mình, dẫn phát thiên hạ chấn động. Nhất là trong lời đồn, có người đã giành chức đặt chân vũ hóa chi lộ, mà thần thoại thời đại trước như hắn, nhất định bị dẫm ở dưới chân. Tô Dịch không để ý những thứ này, lại không thể không lưu tâm, rốt cuộc là ai đang âm thầm thúc đẩy, ở thời gian ngắn ngủn mấy ngày, đã mang tin tức này truyền mọi người đều biết. Cái này rõ ràng rất khác thường. Trang Bích phà một tay cầm sáo trúc xanh biếc, một tay để sau lưng, nói, việc có khác thường nhất định có yêu dị, khẳng định là kẻ thù kiếp trước của ngươi gây nên, đẩy ngươi lên nơi đầu sóng ngọn gió, tự nhiên cũng trở thành bia ngắm chung, nhất định sẽ phiền toái quấn thân. Tô dịch lại lắc lắc đầu, nói, kẻ ngốc cũng rõ, các nhân vật động vũ cảnh đương thời, đều đã rất khó uy hiếp đến ta, dưới tình huống bực này, ai dám đến ngu ngốc chịu chết. Nói đến đây, tô dịch khẽ nhíu mày, hiểu ra, nói, xem ra, Mấy tin tức này là nói cho những kẻ sắp bước lên vũ hóa chi lộ, hoặc là đã bước lên vũ hóa chi lộ nghe. Còn người trang bích phàm co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng nói, cái này có phải ý nghĩa, một đoạn thời gian kế tiếp, rất có thể sẽ có nhân vật vũ hóa cảnh đến gây chuyện hay không. Tô dịch cười cười, nói, nếu thật như vậy, ta trái lại rất trở mong. Trang bích phàm nhìn tô dịch thoải mái ngồi ở trong ghế mây, vẻ mặt tràn đầy lạnh nhạt thong dong, không khỏi như tự than thở, nói, người đời đều nói trên đời này không có chuyện trang mũ không thể trang, làm màu, nhưng so với người cái gã này vẫn còn kém xa nha tô dịch ta là màu khi nào tô dịch tức giận nói trang bích phàm vẻ mặt trịnh trọng nói làm màu đến tận xương tủy phát ra từ tâm trong cái giơ tay nhất chân đã thể hiện hết phong thái ngạo hơn người ta một bậc căn bản không cần tự mình nói đã trở thành tiêu điểm thiên hạ chú ý loại làm màu này nghiễm nhiên đã dung nhập trong tính tình của ngươi tự nhiên không có dấu vết có thể tìm ra mà đây chính là chỗ ta xấu hổ không bằng tô dịch còn có thể giải thích như vậy khi nói chuyện phiếm bọn ngụy sơn mạnh trường vân đã lao đến tô dịch không chỉ hoãn nữa từ ghế mây đứng dậy nói đi thôi lập tức đoàn người khởi hành hướng vô định ma hải nơi xa lao đi một ngày sau trong một mảng hải vực sát vụ tràn ngập từng khối thi hải tinh tú chìm nổi ở trong đại dương mênh mông màu đen như một rồi lại một hòn đảo hoang trên một tàn tích ngôi sao to lớn như núi trong đó phân bố một tòa đàn tràng cổ xưa trung ương đàn tràng là một tòa đạo đài chín trượng nơi đó lửa thần bốc hơi đạo quang ngút trời từng đợt đạo âm to lớn như thiên âm phiêu đãng trong mảng hải vực đó một bóng người vĩ ngạn như tiên thần khoanh chân ngồi ở trên đài cao chiến trượng tay cầm một quyển sách cổ xưa đang tụng kinh trên đàn tràng đã hội tụ bóng người rất nhiều tu sĩ nam nữ già trẻ đều có giờ phút này đều khoanh chân mà ngồi nghe bóng người vĩ ngạn kia đọc đạo kinh vẻ mặt như si như say thường thường còn có tu sĩ từ hải vực nơi xa lao đến nghe được tiếng tụng kinh kia vẻ mặt mỗi người kích động rung động ùn ùn đi tới phía trên đàn tràng đó khoanh chân bằng ngồi xa xa bóng dáng đoàn người tô dịch xuất hiện chỉ là tiếng tụng kinh đã khiến ta có cảm giác thể hồ quán đỉnh tựa như có thể khám phá bến mê bất cứ lúc nào ánh mắt minh vương tỏa sáng đôi lông mày hiện lên chấn động chẳng lẽ đó là vũ hóa chân nhân đang truyền đạo thụ nghiệp ngụy sơn và mạnh trường vân đều không khỏi động dung một màn này quả thực quá mức thần thánh cùng siêu nhiên như tiên nhân truyền đạo truyền thụ đại đạo diệu đế chỉ có tô dịch nhíu mày đạo âm từng đợt như rượu âm trên trời. Trên hài cốt ngôi sao nơi xa, bóng người vĩ ngạn đó khoanh chân ngồi trên đạo đài chín trượng, cả người lửa thần bốc hơi, đạo quang tràn ngập, tựa như tiên thần. Mà tu sĩ hội tụ ở trong đàn tràng, tuy đều là nhân vật dưới giới, giới vương cảnh, nhưng cũng có sáu bảy tồn tại dưới vương cảnh. Bọn họ như tín đồ lắng nghe lời dạy dỗ, như si như say. Một màn bực này, cực kỳ giống cảnh tượng trong lời đồn tiên nhân mở đạo trường, truyền thụ kinh thư diệu đế. Trách không được một đoạn thời gian gần đây, sẽ có nhiều tu sĩ như vậy từ trời Nam Biển Bắc đến, thì ra, trên vô định ma hải này thật sự xuất hiện tiên duyên trang bích phàm động dung tiên duyên chẳng lẽ nói bóng người mở đạo đàn truyền đạo thụ nghiệp kia thật là tiên ngụy sơn chấn động lúc trước bọn họ đều đã từ trong miệng trang bích phàm tìm hiểu được mấy năm gần đây vô định ma hải xuất hiện một loạt kịch biến trong đó biến hóa rõ rệt nhất chính là lục tục xuất hiện rất nhiều cơ duyên nghi ngờ có liên quan với di tích liệt tiên ngoài ra ở trước kia giới vương cảnh cũng không dám mạo hiểm tới mảng đại hung cấm khu này nhưng hôm nay tu sĩ thế gian đều có thể tới đó điều này dẫn phát thiên hạ chấn động hấp dẫn không biết bao nhiêu tu sĩ ùn ùn kéo đến ngay cả một ít thế lực đầu sỏ đỉnh cấp nhất cũng phái lực lượng ùn ùn đến tìm kiếm Tuy nhân sao ánh mắt minh vương có chút hoảng hốt từng đợt đạo âm kia vang vọng thiên địa giống như ẩn chứa vô số huyền cơ khiến bọn người trang bích phàm ngụy sơn đều sinh ra các loại thể ngộ như có chút thu hoạch mà ngay tại lúc bọn họ muốn tiến một bước đi thể hội tô dịch đột nhiên ngăn cản nói cẩn thận vẻn vẹn hai chữ ẩn chứa phạm âm diệu đế trí cao của phật môn đâm thẳng vào lòng người âm uhm. bọn ngụy sơn thần hồn chấn động ánh mắt cùng tâm cảnh trượt từ trong một loại lực lượng vô hình giải thoát hoàn toàn tỉnh táo lại thiếu ra chẳng lẽ ngụy sơn kinh nghi nói không đợi nói xong tô dịch giơ lên đầu ngón tay một mảng đạo quang huyền ảo khó lường chờ xuất hiện ngừng kết làm một tấm gương báo trong suốt bóng loáng có thể soi được xuyên thấu qua gương báo khi mọi người lại nhìn về phía tòa đàn tràng kia nơi xa cảnh tượng nhất thời thay đổi chín trượng trên đạo đài bóng người vĩnh hạn ngồi khoanh chân kia lúc trước như tiên thần xuất trần tuyệt tục nhưng lúc này lại hóa thành một hồn thể máu chảy đầm đìa hồn thể đó như thực chất mặc áo bào đen tàn phá dâu tóc rối bời màu da trắng bệch đôi mắt màu đỏ tươi toàn thân tràn ngập nguyền rủa hung sát chi khí ngập trời hắn ngồi khoanh chân trong miệng lầm bẩm mà ở trước người hắn lơ lửng một mảnh vỡ đồng xanh loang lổ vết hỉ càng quỷ dị hơn là từng luồng sinh cơ từ trên người các tu sĩ kia trong đàn tràng lao ra ùa vào trong một mảnh vỡ đồng xanh kia mà một đám tu sĩ như tín đồ thành kính kia lại hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt như si như say một màn này khiến đám người trang bích phàm đều giật mình hít ngụ khí lạnh thì ra là một thệ linh đang dở trò trang bích phàm lạnh nhạt nói hắn cũng coi như đại nhân vật hàng đầu sâu trong tinh không nhưng vừa rồi lại thiếu chút nữa mắc bẫy mặt mũi có chút không nhịn được thệ linh một loại hồn thể cực đoan khủng bố tràn ngập oán khí cùng lực lượng nguyền rủa là ở người tu tiên mất đi thời đại mặt pháp biến thành sớm từ lúc ở ô nhà lĩnh tô dịch đã từng kiến thức sự cường đại của thệ linh nhưng mang đi so sánh thệ linh trước mắt này lại khủng bố hơn như có được trí tuệ bố trí đàn tràng vận dụng một môn bí thuật đủ để mê hoặc tâm thần của giới vương cảnh sáng lập ra một cảnh tượng như tiên nhân truyền đạo thụ nghiệp thực ra thệ linh này là đang dùng một mảnh vỡ đồng xanh thần bí kia đang thu thập đạo hạnh cùng sinh cơ trên người các tu sĩ kia thủ đoạn nham hiểm độc ác trong vô định ma hải này nếu tồn tại thệ linh Tất nhiên ý nghĩa, nơi đây có rất nhiều người tu tiên ngã xuống ở thời đại mặt Pháp. Tô dịch nhẹ nhàng nói, thậm chí, không bài trừ sớm ở thời điểm thời đại mặt Pháp, trong vô định ma hải này phân bố một ít thế lực tu tiên. Thời đại quả thực đã thay đổi. Lúc trước quan chủ cũng từng xông vào vô định ma hải, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp được thệ linh. Thiếu ra, thệ linh kia thu thập đạo hạnh cùng sinh cơ của tu sĩ, chẳng lẽ là tính đúc lại đạo thể, trọng sinh trên đời. Ngụy Sơn nhịn không được hỏi. Nếu thật như vậy, thì quá khủng bố rồi dù sao thệ linh lúc còn sống là người tu tiên nếu là sống lại trên đời còn không biết sẽ nhấp lên sóng gió lớn bao nhiêu khó mà nói tô dịch khẽ lắc đầu chẳng qua có thể kết luận là thệ linh tầm thường cũng không có trí tuệ hơn nữa cũng rất khó từ thời đại mặt pháp kéo dài đến hôm nay ánh mắt hắn nhìn về phía trên tòa đạo đài kia nơi xa mà thệ linh này có được trí tuệ còn có thể bố trí sát cục thu thập thần tích cùng đạo hạnh tu sĩ nó lúc còn sống nhất định là một người tu tiên cực kỳ khủng bố về phần hắn rốt cuộc có thể sống lại hay không bắt sống hắn, tự có thể chân tướng rõ ràng. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Nói xong, tô dịch đang muốn ra tay. Trang bích phàm cười tiêu sái, cất bước đi ra, nói, một cái nghiệp chướng mà thôi, để ta tới đi. Hắn áo bảo tung bay, bóng người nhoáng lên một cái, đã đến trong tòa đàn chàng kia. Trang bích phàm vung cây sáo trúc xanh biếc, ngang trời hướng về trên đạo đài chín trượng đánh tới. Thệ linh cả người tràn ngập khí tức nguyền rùa kia lại cười lên, đôi mắt màu đỏ tươi nổi lên nét chiêu tức. Âm, um. thệ linh không hề nhúc nhích mảnh vỡ đồng xanh kia trước người nó thì nở rộ ra một mảng hào quang đẹp đẽ như hư ảo đảo qua ngang trời bóng người trang bích phàm lập tức bị chấn động lảo đảo lui ra ngoài thiếu chút nữa từ trên không ngã xuống thệ linh ngoái lỗ tai khẽ cười nói chỉ có vậy giọng nói the thé âm um nhu trang bích phàm rất xấu hổ cũng có chút bực tức hắn vốn muốn ở trước mặt đám người tô dịch nổi bật một phen chưa từng nghĩ đảo mắt đã bị đánh lui mặt nóng rát lên đi trang bích phàm hừ lạnh một tiếng phất tay áo bảo. Một đạo ấn ánh vàng rực rỡ bay lên, lại lần nữa đi chấn áp chém giết, nhưng theo một mảnh vỡ đồng xanh kia sáng lên, trực tiếp đánh đạo ấn bay ra ngoài. Trang Bích Phàm chịu liên lụy, khó chịu thiếu chút nữa hộc máu, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Mảnh vỡ đồng xanh này rốt cuộc là bảo vật gì, vậy mà lại mạnh đến bực này? Tu vi động vũ cảnh, đặt ở trên đời hiện nay có lẽ có thể xưng tồn tại như trí cao, nhưng ở thời kỳ thái cổ, giống như người nhân vật bực này, vô một cái được cả đống, căn bản là không vào được pháp nhãn của một tọa. Thệ Linh ung dung sờ cầm, trong lời nói tràn đầy mệt thị. Quỷ dị là, cho dù chiến đấu bùng nổ, một đám tu sĩ kia trong đàn tráng lại giống như hoàn toàn không cảm thấy, ngơ ngác ngồi ở nơi đó, như pho tượng đất. Chẳng bích phàm xấu hổ và giận dữ, đang muốn ra tay lần nữa. Tô dịch đã nhẹ nhàng bay tới, nói, ở trước mặt ta, cần thiết là màu sao, bây giờ tốt rồi, còn bị nghiệp trướng trong miệng ngươi coi thường nữa. Chẳng bích phàm rất quẫn bách, ngượng ngùng không nói. Ồ, giới vương quy nhất cảnh hơn 20 tuổi, lợi hại nha trên đạo đài đôi mắt đỏ tươi của thệ linh kia đánh giá tô dịch như phát hiện bảo bối hiếm có trên đời ánh mắt cũng trở nên nóng cháy khó được có duyên gặp nhau chỉ cần ngươi bằng lòng bổn tọa có thể ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ truyền thụ ngươi tiên pháp thật sự thệ linh nói ngươi hẳn là cũng đã phát hiện thế đạo thay đổi rồi lực lượng của mạt pháp chi kiếp hoàn toàn tiêu tán thời đại này sẽ một lần nữa nghênh đón con đường vũ hóa về sau thế gian này giới vương cảnh căn bản là không đủ xem thật sự có thể chỗ tể thiên hạ chìm nổi là vũ hóa chân nhân. Nói đến đây, hắn nâng tay chỉ cái mũi mình, mà bổn tọa sớm ở thời đại mạt Pháp, đã đặt chân vũ hóa chi lộ, từng nắm giữ một phương đạo thống. Đoạn lời này vừa nói ra, trong lòng trang bích phàm chấn động. Thệ linh này, lúc trước từng là trưởng giáo một phương đạo thống tu tiên. Tô dịch ồ một tiếng, nói, vì sao phải thu đồ đệ? Thệ linh cười mỉm nói, bổn tọa về sau sớm hay muộn trở lại thế gian, dưới chứng thiếu tài tướng đắc lực, mà hạng người tầm thường, bổn tọa căn bản khinh thường để ý, cũng chỉ có người nhân vật tuổi còn trẻ đã đặt chân dưới vương cảnh như vậy mới vào được pháp nhãn của bổn tọa đoạn lời này rơi vào trong tay trang bích phàm cảm thấy đặc biệt khó chịu thứ quỷ này cũng rất biết là màu đấy tô dịch cười cười nói ta đối với ngươi cũng rất có hứng thú như vậy đi chỉ cần ngươi trả lời ta một ít vấn đề ta có thể cho ngươi một con đường sống thệ linh ngẩn ra nhịn không được ngoái lỗ tai nói ngươi đây là đang uy hiếp bổn tọa tô dịch gật gật đầu có thể hiểu như vậy thệ linh hắn trầm mặc hồi lâu đột nhiên cười lên khạc khạc, nói, thật có đảm phách, bổn tọa bình sinh thưởng thức nhất, đó là hậu sinh vãn bối như ngươi, không sợ thiên địa quỷ thần, không sợ sinh tử hiểm ác, chẳng qua. Hắn thu liễm nụ cười, đôi mắt màu đỏ tươi lóe lên hào quang khiếp người, nói, chỉ là, ngươi không sợ bổn tọa dưới cơn giận giữ giết ngươi. tôi dịch nói, không sợ. Thệ linh. Trang bích phàm không khỏi vui vẻ, nói, ta đại khái nhìn ra, thệ linh này tượng như phát hiện không ổn, vì dọa không dám tùy tiện ra tay, nếu không, nào cần nói lời thừa như vậy. Tô dịch rất tán đồng nói, quả thực như thế. Thệ linh. Hắn từ trên đạo đài đứng dậy, trên hồn thể máu chảy đầm điền nở rộ ra lệ khí cùng lực lượng nguyên dùng ngập trời, uy thế khủng bố khiếp người. Còn người trang bích phàm chợt có rút lại. Nhưng ra ngoài dự liệu là, thệ linh đột nhiên bóng người lóe lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Đẹp, bị lừa rồi, thứ quỷ kia vừa rồi là hù dọa người ta. Trang bích phàm chửi ầm lên. Tô dịch cũng gần ra một phen, chợt cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua, cũng đúng lúc này, dị biến trượt sinh ra, dưới bầu trời nơi cực xa ầm uhm. một mũi tên ánh vàng rực rỡ cắt qua bầu trời tiến hành chặn giết đối với thệ linh kia cùng lúc đó một tấm lưới đánh cá màu đen bỗng dưng xuất hiện nháy mắt phóng to vô số lần như tấm màn đen che trời bao phủ xuống thệ linh ầm uhm. trong tiếng nổ vang mũi tên màu vàng như một vầng mặt trời nổ tung tuy chưa diệt được thệ linh kia lại chấn động hắn lảo đảo một cái nhân cơ hội này tấm lưới đánh cá màu đen như màn trời kia trực tiếp mang thệ linh vây ở trong đó ầm ầm lưới đánh cá màu đen quay cuồng trượt hiện ra lửa thần sáng lạn trói mát không ngừng co lại ý đồ hoàn toàn giam cầm thệ linh mà ba bóng người bỗng dưng xuất hiện ở dưới bầu trời nơi xa hai nam một nữ cầm đầu là một nam từ trung niên mặc áo choàng cả người đắm chìm trong hào quang vạn trượng chính là hắn vừa thao túng một tấm lưới đánh cá màu đen kia cuối cùng bắt được cơ hội bắt sống thệ linh có được trí tuệ này như vậy lo gì không thể đạt được chuyển thừa cấp bậc vũ hóa cảnh nam tử áo choàng cười lên nơi xa sau khi thấy một màn này chàng bích phàm nhíu mày nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau người hư thị quá mức không ra làm sao rồi hắn liếc một cái đã nhìn ra lai lịch ba người kia rõ ràng là đến từ một trong sáu đại hộ đạo cổ tộc thiên hỏa linh tộc hư thị thiên hỏa linh tộc tự cho mình là hậu duệ hỏa thần lời đồn thủy tổ tộc này chính là một đạo hỗn độn hỏa linh sinh ra ở trong tiên thiên quy tắc hậu duệ của dòng chính tông tộc này đều có được thiên phú hỏa thuộc tính độc đáo có thể thức tỉnh thiên phú thần thông có liên quan với lực lượng lửa tộc này nội tình cổ xưa hoàn toàn không kém gì thanh loan linh tộc ở trong sáu đại hộ đạo cổ tộc cũng có thể xưng đứng đầu mà hai nam một nữ lúc này xuất hiện là ba vị cường giả động vũ cảnh của thiên hỏa linh tộc hư thị ai là bọ ngựa ai là chim sẻ ai lại là ve tất cả còn chưa biết tô dịch thản nhiên nói trang bích phàm ngần ra không khỏi nói thầm thật là ở cùng một chỗ với người gã này mỗi lần đều tỏ ra ta nghĩ rất đơn giản tầm nhìn không đủ lớn tô dịch cũng lúc nào rồi gã này vậy mà lại chỉ quan tâm ai bố cục lớn hơn nữa nghĩ chút tô dịch kiên nhẫn giải thích thệ linh kia có vấn đề không nhất định là con mồi tùy tiện ai cũng có thể bắt giữ đôi mắt trang bích phàm hơi nheo lại các hạ đây là ý tứ gì nơi xa một thanh âm lạnh như băng vang lên chỉ thấy bên cạnh nam tử áo tròn kia một ông lão áo xám gầy trơ xương ánh mắt lành lạnh nhìn qua vẻ mặt không tốt còn tùy tiện bản luận cái gì bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau các người cũng xứng một nữ tử áo tím khác khinh thường lên tiếng còn dám nói lung tung nữa nhất định khiến các người hóa thành cho bụi chàng bích phàm sờ sờ mũi chưa hé răng trong lòng thầm than khó đạt được bao nhiêu một lần cơ hội nổi bật đáng tiếc lại không thuộc về mình chàng bích phàm ánh mắt phức tạp nhìn tô dịch bên cạnh một cái giống như đang nói ta liền lẳng lặng xem người làm màu như thế nào một phen nhưng ra ngoài hắn dự kiến tô dịch không chút dao động căn bản chưa có bất cứ hành động gì tình huống gì vậy đối mặt khiêu khích như thế quan chủ ngươi còn có thể nhịn được. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên có dị biến xảy ra. Chỉ thấy trên thân thể linh bị lưới đánh cá màu đen vây khốn kia, đột nhiên có một mảnh vỡ đồng xanh lao lên. Xẹt! Ánh lửa chật lóe, mảnh vỡ đồng xanh dễ dàng xuyên thủng tấm lưới đánh cá màu đen kia. Nam tử áo choàng thao túng bỏ vật này bóng người lảo đảo một cái, gặp cắn trả, vẻ mặt không khỏi thay đổi. Dám đánh lén bổn tọa, thực cho rằng bổn tọa là sợ các ngươi. Thệ linh vẻ mặt lạnh như băng, mảnh vỡ đồng xanh kia bay múa ở quanh thân hắn, khiến khí tức của hắn lập tức trở nên quỷ dị và thần bí. Hắn bấm tay búng ra, một làn mây khói màu đen tràn ngập lực lượng nguyền rùa lao ra, hướng thẳng đến ông lão áo xám gầy trơ xương kia mà đi. Ông lão áo xám kẽ biến sắc, ngay lập tức né tránh. Âm, uhm. mảng hư không kia lão vốn đặt chân tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Hầu như cùng lúc đó, nam tử áo choàng cùng nữ tử áo tím cùng nhau ra tay, hướng về thệ linh chém giết. Nam tử áo choàng thao túng lưới đánh cá màu đen, uy thế mạnh mẽ, bóng người trượt hiện ra vạn trượng lửa thần, giống như một vị hòa thần tới thế gian. Nữ tử áo tím lật tay lấy ra một cây cung lớn màu vàng, bắn ra từng mũi tên màu vàng lấp lánh lóa mắt, cắt qua bầu trời. Chút tài mọn, trong nháy mắt có thể phá. Con mắt màu đỏ tươi của Thệ Linh nổi lên nét khinh thường, bàn tay phất một cái. Ông, mảnh vỡ đồng xanh bay lên không trung, nở rộ thần quang, rực rỡ như hào quang phi tiên, áp bách lưới đánh cá màu đen kia tan rã từng tấc một. Từng mũi tên màu vàng kia càng bị dễ dàng mài mòn hủy diệt nam tử áo choàng và nữ tử áo tím đều không khỏi giật mình trong lòng phát lệnh thệ linh có được trí tuệ này cường đại hơn xa so với trong tưởng tượng của bọn họ trang bích phàm cũng không khỏi động dung vớt cuộc rõ ý tứ đoạn lời đó của tô dịch thệ linh này quả nhiên có vấn đề lớn nhưng khiến trang bích phàm hoang mang là lúc vừa rồi thệ linh này vì sao lại phải chọn bỏ chạy nơi ra thệ linh tấn công mảnh vỡ đồng xanh phát sáng nhấc lên thần quang ngập trời hướng ba vị giới vương động vũ cảnh thiên hỏa linh tộc chém giết trong mắt nam tử áo choàng trượt lóe lên ánh sáng lạnh lưỡi nở giống mùa xuân đốt âm uhm. một thanh phi kiếm màu lửa đỏ lộ ra rực rỡ như ánh nắng chiều thiêu đốt hầu như cùng lúc đó ông lão áo bào xám cùng nữ tử áo tím cũng đều tự lấy ra bảo vật áp đáy hỏm mạnh nhất của bản thân toàn lực ra tay đại chiến bùng nổ nhưng là người ta kinh hãi là cho dù bọn họ lấy ra đòn sát thủ nhưng chỉ một lát sau đã bị lực lượng của mảnh vỡ đồng xanh kia áp chế chết trong mắt thệ linh lóe lên sát khí mảnh vỡ đồng xanh hung hăng chấn áp hạ xuống rác phi kiếm màu lửa đỏ nổ tung nam tử áo choàng sắc mặt trắng bệch hai người khác cũng sợ mất vía bảo vật của bọn họ đều bị nghiền nát ở cùng một lúc chuyện xảy ra đột ngột muốn né tránh cũng đã không kịp ngay lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây lấy tay bắt lấy một mảnh vỡ đồng xanh kia rõ ràng là tô dịch trong bàn tay hắn quanh quẩn khí tức luân hồi tối nghĩa thần bí thế mà lại nháy mắt áp chế mảnh vỡ đồng xanh kia một màn bất thình lình khiến bọn nam tử áo choàng đều ngẩn ngơ khó có thể tin mảnh vỡ đồng xanh kia uy năng khủng bố bọn họ từng sớm kiến thức ai có thể tưởng tượng lúc này sẽ có người một tay áp chế bảo vật này thệ linh kia biến sắc hẳn ở chỗ sâu trong con mắt màu đỏ tươi kia trượt hiện ra sự kiêng kỵ thật sâu vậy mà lại nhất thời không dám tiến lên mà lúc này một tiếng quát to phẫn nộ vang vọng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cút ngay nam tử áo choàng ra tay vung quyền đánh về phía tô dịch nhanh như sấm sét, sát khí ngút trời ông lão áo xám và nữ tử áo tím cũng sắc mặt âm trầm cùng nhau ra tay đối phó Tô Dịch, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Âm. Ba vị tồn tại động vũ cảnh liên thủ, làm thiên địa biến sắc, cũng mang tới cho Tô Dịch phiền toái thật lớn. Lực lượng mảnh vỡ đồng xanh kia cực đoan khủng bố đang không ngừng dãy giụa, khiến Tô Dịch không thể không toàn lực ra tay, mới có thể chống lại nó. Lúc này theo ba người bọn nam tử áo choàng đánh tới, nhất thời đánh giết Tô Dịch không kịp trở tay, không thể không từ bỏ mảnh vỡ đồng xanh kia. vua Sau khi mảnh vỡ đồng xanh thoát vây, nở rộ ra tiên quang chói mắt, mang theo thệ linh kiêng ngay lập tức bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất. Một loạt động tĩnh này đều xảy ra ở trong chớp mắt. Vịt nấu chín cứ như vậy bay đi. Trên mặt Tô Dịch không khỏi hiện lên một phần giận dữ. Chúng ta đang chiến đấu hăng hái đẫm máu, ngươi lại nhảy ra hất tay trên, vật nhỏ, ngươi phải vì thế trả giá thê thảm nặng nề. Ông lão áo bảo xám đằng đằng sát khí, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Coi người thiên hỏa linh tộc chúng ta là mũi thương, còn chưa từng có ai dám to gan lớn mặt giống ngươi. Ánh mắt nữ tử áo tím băng lạnh khiếp người. Chàng bích phàm không khỏi tức quá mà cười, nói, các người lũ khốn kiếp này, thế mà còn lấy oán trả hơn, sớm biết, nên để các người chết hẳn rồi. Quả thật, tô dịch vừa rồi ra tay là vì đoạt bảo, nhưng tương tự cũng tương đương cứu ba người kia một mạng. Nếu không, lấy thực lực ba người đó, nhất định sẽ gặp nạn. Nhưng ai ngờ, ba người này không những không cảm kích, còn coi tô dịch là đối thủ cạnh tranh, trực tiếp ra tay. Muốn chết? Ông lão áo bảo xám tức giận ánh mắt như lưỡi đao nhìn về phía trang bích phàm được rồi nam tử áo choàng xua tay ánh mắt hắn nhìn về phía tô dịch lời lẽ lạnh nhạt nói lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để cướp đoạt bảo vật trung quy làm người ta khinh bỉ như vậy đi ta cho ngươi một cơ hội bồi tội cùng nhau hợp tác với chúng ta bắt thệ linh kia chuyện này chúng ta có thể bỏ qua hắn nhìn ra tô dịch nắm giữ loại lực lượng đại đạo độc đáo kia tựa như có thể khắc chế mảnh vỡ đồng xanh đó vì thế này ra ý hay trang bích phàm đây là thái độ đối đãi ân nhân cứu mạng Tô dịch say dây mi tâm, không khỏi cười lên. Ngươi cảm thấy rất buồn cười. Ông lão áo bào sám chất vấn, cả người dâng trào sát khí. Nữ tử áo tím kia chậm rãi nói, ta biết các ngươi đến từ trang thị nhất tộc, cũng biết lão gia hỏa kia là trang bích phàm nổi danh thiên hạ, nhưng ở trước mặt thiên hỏa linh tộc ta, các ngươi nhân vật như vậy, thật sự không đủ đặt trong mắt, khuyên các người tốt nhất cân nhắc mà đi, chớ tự lầm lỡ. Trong lời nói bình thản, thể hiện hết sự cao cao tại thượng. Trang bích phàm. Không ngờ là vì mình danh tiếng không đủ lớn, mới liên lụy quan chủ, khiến quan chủ cũng bị coi thường. Quá con mẹ nó tổn thương tự tôn rồi. Lời đã đến nước này, các người quyết đoán đi. Nam tử áo choàng rõ ràng có chút mất kiên nhẫn. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía tô dịch. Tô dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, đã lười nhiều lời, đang muốn trực tiếp ra tay. Một thanh âm già nua khàn khàn đột nhiên từ nơi xa vang lên, buồn cười, thật sự là buồn cười, từ khi nào, người thiên hỏa linh tộc các ngươi đã thành kẻ ngu xuẩn có mắt không tròng. Tô dịch nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía xa chỉ thấy một ông lão đầu đội mũ tròn màu đen, mặc áo bảo vải, không biết từ khi nào xuất hiện ở trên hải vực nơi xa. Hai tay lão thu ở cổ tay áo, tướng mạo bình thường, đôi mắt đục ngầu. Nhưng theo hắn xuất hiện, mảng thiên địa này như đêm vĩnh hằng buông xuống, trượt lâm vào trong một loại u ám áp lực lòng người. Thì ra là người lão gia hỏa này. Tô dịch khẽ nói, lộ ra vẻ mặt giật mình. Cùng lúc đó, ba người bọn nam tử áo choàng đều kinh ngạc, nhận ra thân phận ông lão mũ đen kia. Văn bá phù, một vị đồ cổ cấp hóa thạch của văn thị cổ tộc mà văn thị cổ tộc cũng là một trong các hộ đạo cổ tộc nội tình khủng bố nhất là văn bá phủ này bối phận cao đến dọa người đặt ở trong văn thị nhất tộc đều thuộc về nhân vật cấp bậc lão tổ tông văn tiền bối sao lại nói vậy nam tử áo choàng nhíu mày hắn phát hiện có chút không thích hợp chẳng qua hắn đến từ thiên hòa linh tộc thân phận tôn quý cũng sẽ không bởi vì văn bá phủ đến mà có sự kiên kỵ ông lão áo xám và nữ tử áo tím ánh mắt cũng nhìn về phía văn bá phủ vẻ mặt có chút kinh nghi văn bá phủ khẽ lắc đầu lại không để ý ba người bọn nam tử áo choàng mà là đi lên trước cười hướng về tô dịch chắp tay nói lão hủ văn bá phủ ra mắt quan chủ quan chủ nghe được cái xưng hô này ba người bọn nam tử áo choàng đầu tiên ngẩn ra sau đó như bị xét đánh ai cũng hít vào ngụm khí lạnh hoàn toàn há hốc mồm kẻ nhìn qua vô cùng trẻ tuổi kia lại là quan chủ lập tức lưng bọn họ lạnh toát trào ra mồ hôi lạnh lúc trước bọn họ ở sau khi nhìn thấy trang bích phàm theo bản năng coi tô dịch là trang thị tộc nhân căn bản chưa từng thật sự coi trọng. Ai có thể ngờ được, kẻ bị bọn họ không chút khách khí uy hiếp kia, lại là vị tồn tại tựa như thần thoại đó. Không khí lập tức trở nên im lặng quỷ dị. Người đây là tính cứu bọn họ. Lại thấy ánh mắt tô dịch nhìn văn bá phù, giọng điệu có chức lạnh nhạt. Sớm không hiện ra, muộn không hiện ra, cố tình lúc này xuất hiện. Lão gia hỏa này, thực không ra làm sao. Văn bá phù lắc đầu, cười khổ nói, chưa nói là cứu. Chẳng qua vì ta có chút giao tình với một ít lão gia hỏa nhà bọn họ, không đành lòng bọn họ chết không minh bạch cũng không muốn bởi vì ba người bọn họ phạm lỗi, trêu chọc tai họa cho thiên hòa linh tộc bọn họ. Tô dịch gật gật đầu, đại khái đã hiểu văn bá phủ vì sao sẽ đột nhiên đứng ra. Chàng bích phàm mang tư thái trả hỏi lộ ra kính trọng kia của văn bá phủ thấy ở trong mắt, tâm tình quay của một fan. Đáng giận, lại để quan chủ làm màu được rồi. Ba người nam tử áo choàng vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Trong khoảng thời gian gần đây, thiên hạ đều đang điên cuồng truyền bá tin tức có liên quan với chuyển thế chi thân của quan chủ. Bọn họ sao có thể chưa nghe nói. Nhưng ai cũng không ngờ, ở trong vô định ma hải này sẽ để bọn họ đụng phải lúc trước là chúng ta có mắt không tròng chưa thể nhận ra quan chủ đại nhân dẫn tới trong lời nói có nhiều mạo phạm ông lão áo bào xám kia hít sâu một hơi trầm giọng nói chẳng qua chúng ta không ngờ đường đường quan chủ đại nhân lại sẽ lựa chọn trong chém giết vừa rồi nhân lúc trái nhà mà đi hôi của tức giận tự nhiên khó tránh khỏi cũng hy vọng quan chủ đại nhân chớ trách chẳng bích phàm nhất thời tức đến bật cười nói nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quả thực thối không biết xấu hổ lúc trước nếu không phải quan chủ ra tay các ngươi còn có mạng không ông lão áo bào xám nhất thời nghẹn lời Trang bích phàm lạnh lùng nói ta hỏi ngươi tiếp thệ linh kia cũng không phải là của thiên hỏa linh tộc các ngươi quan chủ ra tay săn giết thệ linh có thể nào gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dừng một chút hắn thử lạnh nói xin lỗi cũng cường thế như vậy thiên hỏa linh tộc các ngươi bá đạo như vậy ông lão áo bào xám sắc mặt khó coi rõ ràng tức giận nhưng cuối cùng nhịn xuống một bộ tư thái lười tranh cãi với trang bích phàm cách đó không xa Văn Bá phủ đột nhiên nói, nếu muốn sống thì thành thành thật thật nhận thua, thành tâm sám hối, nếu không. Không đợi nói xong, nam tử áo trắng cầm đầu kia đã thản nhiên nói, văn tiền bối, người thiên hòa linh tộc chúng ta cũng không phải loại nhu nhược, một ít hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, nói ra là được rồi, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ với hắn sao? Văn Bá phủ nhíu mày, mặt mũi có chút không nhịn được, tức giận nói, không ngờ ta lần này đứng ra là làm điều thừa. Nam tử áo trắng thản nhiên nói, văn tiền bối bớt giận ý tốt của ngài lòng chúng ta xin nhận ta đã từng nói đây chỉ là hiểu lầm nho nhỏ tin tưởng lấy lòng dạ của quan chủ khẳng định cũng sẽ không so đo đúng không nói xong ánh mắt hắn nhìn về phía tô dịch dáng vẻ tự nhiên tỏ ra không sợ hãi hiểu lầm nho nhỏ giờ khác này văn Bá phủ đột nhiên cười tự diễu lười nhiều lời nữa ánh mắt trang bích phàm trở nên lạnh lẽo ông lão áo bảo xám kia đột nhiên nhắc nhở quan chủ đại nhân vì nhân không thể không nhắc nhở ngài một câu thời đại khác rồi ngài có lẽ có thể ở trước kia kiếm chấn thiên hạ, nhưng ở năm tháng từ nay về sau, tất nhiên là niên đại vũ hóa cảnh đứng đầu, khuyên ngài vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn, đỡ chưa vào họa lớn ngập trời. Lão giọng điệu lạnh nhạt, chậm rãi nói, ngài có lẽ cho rằng, đoạn lời này của bỉ nhân rất trói tay, nhưng bỉ nhân không ngại nói thẳng, không quá ba năm, bố cục thế gian sẽ hoàn toàn thay đổi, mà thiên hỏa linh tộc ta. Mới nói tới đây, một đạo kiếm khí chất hiện ra. Phóc, cổ họng ông lão áo bào xám bị xuyên thủng, xuất hiện một lỗ thủng máu chảy đầm đìa lão trợn trừng to mắt môi run rẩy như muốn nói gì nhưng cuối cùng một chữ cũng chưa nói ra thân thể đã ầm ầm tan vỡ hình thần câu diệt thật ồn ào tô dịch khẽ lắc đầu trang bích phàm rất tán đồng nói quả thực giống ruồi bọ làm người ta phiền chán sau khi giết làm người ta cảm giác đặc biệt thần thanh khí sảng mí mắt văn bá phù giật giật bị một kiếm nhanh như hào quang đó của tô dịch chấn động tu vi đồng thọ cảnh thoải mái chém giết nhân vật động vũ cảnh điều này khủng bố tới mức nào ngươi nam tử áo choàng tức giận hoàn toàn không ngờ tô dịch nói ra tay liền ra tay một kiếm đã giết đồng bạn bên cạnh hắn tô dịch mỉm cười nói ngươi không nhìn lầm ta không cẩn thận giết hắn một cái hiểu lầm mà thôi tin tưởng lấy lòng dạ của ngươi khẳng định cũng sẽ không so đo đúng không trang bích vàm phốc một tiếng cười phá lên ai quan chủ quả nhiên vẫn giống như trước đây ăn miếng trả miếng nợ máu trả bằng máu nam tử áo choàng sắc mặt xanh mét lồng ngực kịch liệt phập phồng một phen. Mà nữ tử áo tím kia thì đột nhiên nói, một lần này, chúng ta nhận thua, quan chủ đại nhân giờ đã hài lòng chưa? Tô dịch quay đầu hỏi Trang Bích Phàm, đây là thái độ xin lỗi. Trang Bích Phàm nghiêm túc trả lời, đây nào phải xin lỗi, rõ ràng chính là thiếu nợ không trả, cố ý giở trò lưu manh. Ta cũng thấy thế. Tô dịch gật đầu. Khi nói chuyện, hắn nâng đầu ngón tay, vung nhẹ một cái. Xẹt. Một đạo kiếm khí lao ra ngoài. Nữ tử áo tím sợ hãi, ngay lập tức né tránh nhưng một đạo kiếm khí kia trượt hóa thành vô số tơ sợi kiếm quang, giống như bóng kiếm trồng chất, hoàn toàn bao trùm thiên địa phạm vi nhìn trượng. Bóng người nữ tử áo tím cũng ở trong đó. Nháy mắt mà thôi, thân thể nàng trượt hóa thành vô số khối máu, hóa thành cho tàn bay là tả biến mất. Một màn đầm đìa máu này khiến nam tử áo choàng kia hoàn toàn biến sắc, tay chân lạnh toát, trong lòng sinh ra nỗi sợ rất lớn. Hắn căn bản không ngờ, đối mặt thiên hỏa linh tộc bọn họ, quan chủ lại vẫn dám không khách khí như thế. Ta bây giờ cầu xin tha thứ, quan chủ đại nhân có thể cho ta một con đường sống hay không? Nam tử áo tròn không nhịn được hỏi. Hắn rõ ràng hoàng rồi. Chẳng bích phàm không khỏi khinh rẻ, chỉ có vậy, vừa rồi ai nói người thiên hòa linh tộc không phải loại nhu nhược. Có thể, ra ngoài dự liệu, tô dịch đã đáp ứng. Còn chưa đợi nam tử áo tròn thở phào, tô dịch đã nói, quỳ xuống, cầu xin ta tha thứ. Nam tử áo tròn ngần ngơ, sau đó khuôn mặt đỏ lên, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, ý thức được quan chủ đây là cố ý vũ nhục hắn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn từng nói chuyện hôm nay chỉ là một cái hiểu lầm nhỏ mà thôi chẳng lẽ còn muốn để bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng bây giờ quan chủ thật sự bảo hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ văn bá phủ không khỏi thầm than tội gì chứ cái này không phải là tự làm tự chịu chỉ thấy nam tử áo choàng trợt giọng khàn khàn nói lấy thân vận quan chủ ngươi lại dùng thủ đoạn như vậy làm nhục ta không sợ bị thiên hạ cười nhạo không sợ bị thiên hỏa linh tộc ta thù hận tôi dịch nâng tay vỗ một phát ở trên không trung ầm uhm. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Trước người nam tử áo choàng, một miếng hộ tâm phát sáng, giúp hắn chặn một đòn này, nhưng cũng bởi vậy chia năm sợi bảy. Nam tử áo choàng kinh hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân, xoay người bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị một đạo kiếm khí chấn áp chém giết, hồn phi phách tán. Trước khi chết, ánh mắt cũng tràn ngập ngạc nhiên, quan chủ hắn sao lại dám. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết cái gì gọi là kiêng kỵ? như nhìn, nhìn thấu tâm tư của nam tử áo choàng trước khi chết, trang bích phàm không khỏi than khẽ quan chủ nếu là cố kỵ thiên hòa linh tộc các ngươi trả thù còn có thể là quan chủ sao phàm là người thế hệ trước hiểu biết quan chủ đều rõ quan chủ sở dĩ là quan chủ là ở chỗ hắn cả đời làm việc trước giờ không vướng bận gì cho nên không kiêng kỵ gì một nhân vật truyền kỳ từng nói cho dù tiên thần trên trời gặp ta cũng phải cúi đầu hết sao có thể kiêng kỵ người khác uy hiếp xét đến cùng bọn họ đã sinh lầm thời đại chưa từng thật sự kiến thức thủ đoạn cùng phong thái của quan chủ lúc trước nếu không tuyệt đối không dám tìm chết như vậy văn bá phủ thổn thức bọn họ cũng không ngu xuẩn chẳng qua cao cao tại thượng quá lâu xuôi trèo mát mái quá nhiều năm thiếu giá huấn mặt thôi tô dịch thản nhiên nói nhân vật động vũ cảnh sao có thể có kẻ ngu xuẩn xét đến cùng các nhân vật thiên hòa linh tộc này chính là quá mức tự cho là đúng tự cho rằng đến từ thiên hòa linh tộc liền có thể hoành hành không kiên kỵ quả thật đặt ở sâu trong tinh không này thực sự không có bao nhiêu người dám trêu vào bọn họ nhưng trong đó không bao gồm tô dịch hắn nơi xa ngụy sơn cùng mạnh trường vân sớm đã chạy tới thuần thuộc thu thập chiến lợi phẩm tô dịch thì bắt đầu tán gẫu cùng văn bá phủ từ sau khi đến vô định ma hải hắn trước sau gặp được cường giả thanh loan linh tộc cường giả thiên hòa linh tộc mà nay ngay cả văn bá phủ đến từ cổ tộc văn thị cũng xuất hiện điều này làm tô dịch cũng không khỏi cảm thấy rất khác thường cần biết ba thế lực lớn này đều là hộ đạo cổ tộc nội tình cổ xưa vô cùng làm một ít đầu sỏ tinh không cũng phải kiêng kỵ ba phần nhưng hôm nay lại lục tục xuất hiện ở vô định ma hải điều này có thể nào không làm người ta kỳ quái đạo hữu có điều không biết vô định ma hải này là một mảnh đất bí ẩn cổ xưa chỉ dưới phi tiên cấm khu ở thời đại mạt pháp xa xưa vùng biển ma này từng bùng nổ hạo kiếp chôn vùi hủy diệt một đám nhân vật vũ hóa cảnh thời đại đó đặt chân ở cấp bậc đứng đầu rất nhanh văn bá phù đưa ra đáp án công bố một cái bí mật kinh người dựa theo cách nói của hắn một đám nhân vật vũ hóa cảnh đỉnh cao nhất kia sau khi ngã xuống một bộ phận tàn hồn chưa từng thật sự hủy diệt hóa thành thể linh loại quái vật không ra người không ra quỷ kia tiếp tục duy trì những thể linh này cực kỳ cường đại khủng bố ở trong năm tháng chìm nổi từng chút một khôi phục và thức tỉnh ý thức cùng trí tuệ thẳng đến hôm nay trừ trên người tràn ngập lực lượng nguyên rùa không thể sơ tan cũng không khác gì người tu đạo bình thường dựa theo sách cổ tộc ta ghi lại lực lượng nguyên rùa trên thân thể linh đến từ một trận hạo kiếp thần bí trà đất vũ hóa chi lộ kia giống như gông xiềng trói buộc ở trong cơ thể thể, thể linh cũng làm bọn họ căn bản không thể chạy tới bên ngoài, chỉ có thể ẩn nấp ở trong cấm địa hung ác tương tự vô định ma hải vậy. Văn bá phủ nói, chẳng qua, ở trong hơn 20 năm gần đây, loại tình huống này đã xảy ra biến hóa, thệ linh yên lặng vạn cổ, ùn ùn thức tình xuất thế. Nhân vật có được trí tuệ trong bọn họ, lúc còn sống vốn là tồn tại vũ hóa cảnh đỉnh cao nhất, theo bọn họ thức tỉnh, liền bắt đầu nưu đồ việc một lần nữa tu hành, ý đồ ở kiếp này sống lại, đi lại con đường tu tiên. Sống thệ linh lúc trước có được trí tuệ kia, ở đây mở đạo đàn lấy bí thuật mê hoặc người tu đạo tiến đến muốn hấp thu sinh cơ cùng đạo hạnh của những người tu đạo này khôi phục nguyên khí đúc lại chân thân làm chuẩn bị cho về sau chạy ra khỏi vô định ma hải này mà đối với chúng ta mà nói bắt những thệ linh có được trí tuệ này chẳng khác nào đang bắt được một rồi lại một tạo hóa có liên quan với vụ hóa chi lộ chỉ cần bắt được liền có thể thu hoạch lực lượng truyền thừa trên người đối phương như đám người thiên hỏa linh tộc vừa rồi mục đích chính là như thế văn bá phủ nói đến đây nhìn không được nhắc nhở đạo hữu nam tử áo choàng kia ngươi vừa rồi giết chết, tên là Hư Nhược Hành, tổ phụ của hắn chính là Hư Thiên Cương, mà theo ta suy đoán, lão gia hỏa kia rất có thể đã bước vào vũ hóa chi lộ. Tô Dịch nhéo đôi mắt lại, Hư Thiên Cương, một trong những đồ cổ động vũ cảnh đại viên mãn mạnh nhất thiên hỏa linh tộc, rất lâu trước kia, từng luận đạo ba lần với quan chủ, tuy mỗi lần đều thua, nhưng sự cường đại của Hư Thiên Cương lại không thể nghi ngờ. Dù sao, lúc trước quan chủ đã bước một chân vào vũ hóa chi lộ, mà có thể trở thành đối thủ của quan chủ, bản thân đã đủ để chứng minh hư thiên cương là cường đại cỡ nào một lão gia hỏa như vậy nay rất có thể đã bước lên vũ hóa chi lộ khiến tô dịch cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ nghĩ đến đây tô dịch liếc văn bá phủ một cái vì sao bây giờ mới nói cho ta biết văn bá phủ vội vàng xua tay cười khổ nói ta lúc ấy dù có nói lấy tính tình của đạo hữu sao có thể sẽ băn khoăn những điều này tô dịch nhìn văn bá phủ một cái thật sâu chưa sao đo nữa nói đến đề tài khác Văn thị các ngươi hiểu biết đối với vũ hóa chi lộ bao nhiêu? Tô dịch hỏi. Văn bá phủ nghĩ một chút nói, trước mắt cũng chỉ hiểu biết một ít gia lông, đại khái rõ, ở trên con đường quán thông ở giữa đăng thiên chi lộ cùng tiên đạo này chia ra ba cảnh giới lớn. Phân biệt là thần anh hợp đạo cử hà. Thần anh, lại được coi là dương thần, cảnh giới này công tham tạo hóa, lấy đạo thể làm gốc, lấy thần hồn làm gốc lấy lực lượng đại đạo làm nguồn suối, rèn luyện ra thần anh phẩm tướng càng cao, đại biểu nội tình càng mạnh. Hợp đạo cảnh, thì cần dung hợp chín loại đại đạo pháp tác trí cao, cảnh giới này quan trọng nhất, kế thừa cái trước mở ra cái sau, liên quan đến nội tình ở cử hà cảnh. Cử hà cảnh, tên như ý nghĩa, đến cảnh giới này có thể cử hà phi thăng, cho nên cảnh giới này lại được gọi là phi thăng cảnh. Ba cảnh giới này đều được gọi là vũ hóa cảnh, ở thái cổ thời đại mạt pháp, chỉ có cường giả vũ hóa cảnh mới có tư cách được gọi là nhân gian trí cường, cử thế vô thượng, uy năng vô cương. Văn Bá phủ nói đến đây, cảm khái nói, ở trong mắt chúng sinh thế gian, nhân vật vũ hóa cảnh quả thực đã không khác gì tiên nhân thật sự. Trang Bích Phàm không khỏi động dung, hắn cũng là hôm nay mới biết được một ít huyền cơ của ba cảnh giới lớn vũ hóa chi lộ. Tô Dịch sờ cầm, nói, Thanh Loan linh tộc Trung Thiên Quyền Thiên Hỏa linh tộc Hư Thiên Cương đều nghi là bước vào vũ hóa chi lộ, Văn thị nhất tộc các ngươi thì sao, cũng có người đã đặt chân lên đó hay chưa? Văn Bá phủ a một tiếng, cười khổ nói, khó mà nói. Đây là ý gì? Tô Dịch nhíu mày. Văn Bá phủ khẽ thở dài, đạo hữu có điều không biết, trung thiên quyền hư thiên cương có lẽ cũng đã đặt chân vũ hóa chi lộ nhưng cũng bởi vậy làm bọn họ giống với thể linh bị vây khốn trong thời gian ngắn không thể tái hiện thế gian nếu không nhất định sẽ gặp lực lượng chu thiên quy tắc cắn trả theo ta biết hai người trung thiên quyền và hư thiên cương hôm nay đều còn ở trong phi tiên cấm khu dừng một chút văn bá phủ nói mà vô uyên lão tổ tộc ta nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là cũng đã ở trong phi tiên cấm khu tìm được vũ hóa chi lộ nhưng vô uyên lão tổ đến nay chưa từng truyền về tin tức cho nên tộc ta còn không thể kết luận lão nhân gia thật sự đã thành nhân vật vũ hóa cảnh hay chưa? Tô dịch lúc này mới hiểu ra. Trong nói chuyện phiếm kế tiếp, khiến tô dịch lại biết một ít bí ẩn có liên quan với vũ hóa chi lộ. Ví dụ như, ở tinh không các giới hiện nay, điều duy nhất có thể xác định là, trong phi tiên cấm khu quả thực tồn tại cơ duyên có liên quan với bước lên vũ hóa tri lộ. Không quá ba năm, thiên hạ sẽ xảy ra kịch biến, đến lúc đó, tu sĩ vũ hóa cảnh liền có thể tái hiện trên đời. Tương tự, thể linh bị nhốt ở trong các đại cấm khu, cũng sẽ từ đây giải thoát có thể hành tàu trên thế gian. Khi tìm hiểu được những thứ này, tô dịch cũng không khỏi nhíu mày. Ba năm, lại là thời gian này. Ở trong khoảng thời gian này, không chỉ vực ngoại chiến trường sẽ tái hiện, ngay cả vũ hóa chi lộ cũng sẽ một lần nữa xuất hiện ở thế gian. Ngoài ra, như lạc sao chủ nhân xương tay nữ thường khách thần bí hí pháp sư những kẻ lai lịch thần bí kỳ quái này cũng sẽ lục tục trở về. Tất cả cái này làm tô dịch ý thức được khi một loạt biến số này trình diễn, toàn bộ đông huyền vực tinh không các giới chỉ sợ sẽ nhanh đón một hồi kịch biến không thể đoán trước. Thật đúng là làm người ta chờ mong. Trong lòng tô dịch dâng lên chờ mong, cùng tất biến, biến tắc thông. Người như thế, thế sự cũng như thế, tinh không các giới trước kia, vũ hóa chi lộ sớm ở thời đại mà Pháp đã bị chặt đứt, từ nay về sau nhân gian thuộc về nhân gian, tiên giới thuộc về tiên giới, tuyệt địa thiên thông, cũng bởi vậy, làm không biết bao nhiêu đại năng giới vương cảnh kinh thải tuyệt diễm, ở trong đau khổ tìm kiếm ôm nỗi hận mà chết. Dù là quan chủ, lúc trước cũng không thể không chọn chuyển thế trọng tu tất cả đều bởi vì đường đã cụt nhưng bây giờ đã khác trong ba năm thế gian sẽ nhanh đón một hồi biến hóa lớn trước nay chưa từng có giống với thanh loan linh tộc thiên hòa linh tộc văn bá phù lần này đến vô định ma hải tương tự là vì bắt giữ thệ linh có được trí tuệ dựa theo cách nói của hắn trong khoảng thời gian gần đây ở sâu trong vô định ma hải xuất hiện rất nhiều biến số thệ linh từ yên lặng thức tỉnh càng ngày càng nhiều mà lúc này cũng là thời điểm thệ linh suy yếu nhất chỉ cần chuẩn bị đầy đủ đủ có thể bắt được các thể linh có được trí tuệ kia. Trước đó không lâu, một đám lão gia hòa đến từ cổ tộc Vân Thị đã liên thủ bắt giữ một thể linh có được trí tuệ, tin tức vừa ra, chấn động thiên hạ. Cổ tộc Vân Thị cũng là một trong các hộ đạo cổ tộc. Mặc cho ai cũng rõ, khi Vân Thị bắt được một thể linh có được trí tuệ cũng liền ý nghĩa, đạt được một tạo hóa có liên quan với vũ hóa trì lộ. Cái này mặc cho ai có thể không động lòng. Cho nên, trong khoảng thời gian này, các thế lực đứng đầu thế gian đều ùn ùn xuất động, đi tới trong vô định ma hải này. Ý đồ thử một phen, Thệ Linh rất đáng sợ, nhất là Thệ Linh có được trí tuệ, cho dù bây giờ ở trạng thái cực hạn suy yếu, nhưng bọn họ lúc còn sống dù sao cũng là nhân vật vũ hóa cảnh đỉnh cao nhất, đủ có thể uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng nhân vật động vũ cảnh. Cho nên, hành động đi săn Thệ Linh tương tự, có thể nói từng bước sát khí, dù là giới vương động vũ cảnh, cũng có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào. Tựa như Thệ Linh vừa rồi kia, chính là một tồn tại cực đoan khủng bố, đáng sợ vượt quá tưởng tượng, ta thậm chí hoài nghi, tồn tại động vũ cảnh thế gian này cũng căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn văn bá phủ nói đến đây cười nói với tô dịch đương nhiên đạo hữu không ở hàng ngũ này lời này vừa nói ra đám người trang bích phàm ngụy sơn đều rất tán đồng lúc trước ai cũng rõ ràng nhìn thấy tô dịch vừa ra tay đã thiếu chút nữa cướp đi mảnh vỡ đồng xanh trong tay thệ linh kia cường thế dối tình dối mù nếu không phải bị đám người hư nhược hành quấy nhiễu đủ có thể thoải mái hạ được đối phương nói chuyện phiếm thêm một lát văn bá phủ đã cáo tử mà đi hắn đã ở vô định ma hải sông pha nhiều ngày gặp không ít nguy hiểm có thể xưng trí mạng, không dám nán lại thêm nữa. Trước khi đi, hắn nói cho tô dịch, tốt nhất đừng tới chỗ sâu trong vô định ma hải. Nơi đó quá mức hung hiểm cùng quỷ dị, nghi là xào huyệt của thệ linh, một ít thệ linh có được trí tuệ đều chiếm cứ trong đó. Văn bá phủ này thật ra rất hiểu chuyện. Trang Bích Phàm cảm khái nói, Phàm là lão gia hòa cùng thời đại với thiếu gia nhà ta, đều sẽ không xem nhẹ cùng chậm trễ thiếu gia nhà ta. Ngụy Sơn nói, những tên vừa rồi, có lẽ cũng coi như đại nhân vật đỉnh cấp nhất đương thời, nhưng ở trước mặt thiếu gia nhà ta, cũng chỉ là một đám tiểu bối mà thôi. Tô dịch khẽ lắc đầu, nói, chớ khinh thường văn bá phủ, vừa rồi trong một trận chiến đấu đó, lão gia hỏa này luôn ẩn nấp trong bóng tối, tính tọa sơn quan hổ đấu, trai cỏ tranh nhau, ngừ ông đắc lợi. Mọi người ngẩn ra, sau đó trong lòng nghiêm nghị. Lúc ấy, tô dịch từng nói, ai là chim sẻ ai là bọ ngựa ai là ve sầu, còn chưa biết được. Sự thật quả nhiên như thế, thệ linh bị coi là con mồi, dẫn đầu phá vây đào tàu. Mà văn bá phủ không thể nghi ngờ là một kẻ nấp kỹ nhất kia hắn sở dĩ chủ động đứng ra một là không có cơ hội trai cỏ tranh nhau ngừ ông đắc lợi nữa thứ hai là lo lắng ta sớm nhìn thấu tùng tích của hắn vì thế đứng ra dịu đi quan hệ với ta lo lắng bị ta ghi hận tô dịch thuận miệng nói ngoài ra cổ tộc phan thị cùng thiên hỏa linh tộc tuy đều là hộ đạo cổ tộc nhưng hai tộc này tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu năm tháng quan hệ căn bản chưa nói là tốt lần này nếu có thể mượn tay của ta giết ba người hư nhược hành kia văn bá phủ tự nhiên vui vẻ thấy nó xảy ra mọi người đều động dung bọn họ lúc ban đầu đều cho rằng văn bá phủ là đi ngang qua nơi đây trượng nghĩa ra tay ai ngờ trong đó lại còn cất giấu nhiều tâm tư như vậy chẳng qua cái này đều không tính là gì văn bá phu hẳn là cũng rõ ta đã nhìn thấu những tâm tư nho nhỏ đó của hắn cho nên mới sẽ ở thời điểm vừa rồi thẳng thắn thành khẩn mang một ít bí ẩn trên vũ hóa tri lộ nói ra lấy cái này biểu đạt thiện ý tô dịch thản nhiên nói tóm lại như văn bá phủ lão ra hỏa như vậy tên nào cũng tâm tư kín đáo nhất cử nhất động đều có ý đồ, không thể coi đối phương là đại thiện nhân nhiệt tình, thuần túy là tới hỗ trợ. Lúc kiếp trước thân là quan chủ, hắn từng tiếp xúc nhiều lần với sáu đại hộ đạo cổ tộc, rất rõ các thế lực cổ xưa nội tình sâu không lường được kia là khủng bố cỡ nào. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Giao tiếp với bọn họ, tuyệt không thể chỉ nhìn mặt ngoài, nếu không, bị người ta ăn sợ cũng không phản ứng lại. Trang Bích Phàm thuần thức nói, đây là sự thật, lúc ngươi cường đại, bọn họ vui vẻ diệt hoa trên gấm, kiệu hoa nâng người cao cao nhưng một khi ngươi gặp rủi ro đừng hy vọng bọn họ có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không bỏ đá xuống giếng nhân cơ hội đạp ngươi một cước đã tính là nhân từ đi thôi khi nói chuyện với nhau tô dịch đã hướng ra xa lao đi người khác đi theo sau đó trong một chỗ hải vực sương mù lượn lờ văn bá phủ đặt chân ở trên một khối hài cốt tinh tú lặng im chờ đợi hồi lâu lúc này mới thở phào một hơi cả người thoải mái lúc trước hắn nhìn như chuyện trò vui vẻ với tô dịch thực ra trong lòng luôn căng thẳng. Hắn biết rõ, vị chuyển thế tri thân của quan chủ này, tất nhiên sớm đã nhìn thấu chút tâm từ nhỏ đó của hắn, rất rõ, lấy tính tình quan chủ, nói không chừng sẽ bởi vậy mà tức giận, trở mặt vô tình. Cho nên, ngay tại vừa rồi sau khi từ biệt rời khỏi, văn bá phù dọc theo đường đi cũng đề phòng cùng cảnh giác, sợ quan chủ bất thình lình đuổi theo, một kiếm bổ hắn. May mắn, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, lão tử con chim sẻ này chưa làm được, ngược lại mạng ngàn cân treo sợi tóc thiếu chút nữa bị thanh toán Văn bá phủ âm thầm thở dài suy nghĩ hồi lâu hắn lấy ra một khối bí phủ quyết định thông báo tông tộc trong một đoạn thời gian kế tiếp đừng xen vào bất cứ chuyện gì có liên quan với quan chủ gã này tuy là truyền thế chi thân nhưng lực lượng nắm giữ cũng đủ để thoải mái chấn áp chém giết nhân vật động vũ cảnh so với hắn kiếp trước lúc đỉnh phong nhất cũng không thua kém là bao ánh mắt văn báo phủ lóe lên trừ phi nhân vật vũ hóa cảnh có thể hành tàu trên thế gian nếu không ai nếu dám cho rằng quan chủ đã là hoa quốc hôm qua tùy tiện ai cũng có thể đạp một cước vậy thật sự mười phần sai rồi ba vị giới vương động vũ cảnh bọn hư nhược hành bị diệt chính là trả giá đầm đìa máu cùng lúc đó ở sâu trong vô định ma hải một mảng tia chớp màu bạc đan sen trong khu vực phi tiên quang vũ bay lả tả lơ lửng một hòn đảo nhỏ hoang vắng trên hòn đảo thệ linh mặc áo bào đen đôi mắt màu đỏ tươi kia lúc này lại phủ phục dưới đất hướng về một mảnh vỡ đồng xanh lơ lửng ở trước người dập đầu nói chủ thượng thuộc hạ vô năng để ngài bị chấn động rồi. Thể linh này từng tự xưng sớm ở thời đại mặt Pháp đã bước vào vũ hóa chi lộ, từng nắm giữ một đạo thống tu tiên. Ở lúc nói chuyện với bọn tô dịch, càng hiển lộ ra từ thái ngạo nghĩa kiêu căng. Nhưng lúc này, đối mặt một mảnh vỡ đồng xanh ngơ lừng kia, hắn lại phủ phục quỷ xuống đất, vẻ mặt kính sợ mà thấp thỏm. Không trách ngươi. Trong mảnh vỡ đồng xanh truyền ra một giọng nam từ ôn hòa. Ngay sau đó, hào quang lưu truyền, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Hắn trang phục đạo sĩ, đầu đội phù dung quan, tay cầm phất trần, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt khi nhìn quanh, có từng tia từng luồng tiên quang tràn ngập, như thần như tiên. Người nọ lúc trước nắm giữ lực lượng luân hồi, có lẽ tu vi bé nhỏ không đáng kể, nhưng chỉ dựa vào lực lượng đại đạo bực này đã đủ để sinh ra uy hiếp chí mạng đối với chúng ta. Vị đạo nhân bộ dáng tuấn tú như thiếu niên này, thanh âm như chống chiều trương sớm, đây cũng là nguyên do vì sao lúc trước ta nhắc nhở ngươi, bảo ngươi nhanh chóng rời khỏi. Luân hồi, thể linh phủ phục dưới đất cả người run rẩy, khó có thể tin nói, chủ thượng lực lượng cấm kỵ cỡ này không phải đã sớm bị chư thần khế ước bóc chết không cho phép tồn tại ở thế gian đây cũng chính là chỗ khiến ta hoang mang đạo nhân khẽ nói trong lời đồn quá khứ hiện tại tương lai tất cả trật tự đều do chư thần nắm giữ nhưng chỉ có luân hồi không ở hàng ngũ này mà nay thế gian lại có người tái diễn luân hồi hơn nữa còn chưa từng gặp nạn mà chết cái này không thể nghi ngờ là một biến số trước nay chưa từng có nói đến đây trong mắt đạo nhân tiên quang bốc hơi tương tự cái này đối với chúng ta mà nói cũng là một cơ hội vạn cổ khó gặp. Thể linh kia kinh ngạc nói, chủ thượng, lời này giải thích thế nào? Tùng hạc, chúng ta tuy từ thời đại mặt pháp may mắn tồn sống sót, nhưng lại gặp lực lượng nguyền dù quỷ dị quấn thân, chỉ còn lại có hồn thể người không gian người quỷ không ra quỷ này kéo dài hơi tàn. Trên mặt đạo nhân hiện lên một mảng lạnh lão, tất cả cái này đều nhờ một hồi hạo kiếp cấm kỵ kia chặt đức vũ hóa chi lộ ban tặng. Cho dù ở năm tháng hiện nay, chu thiên quy tắc xảy ra biến hóa kịch liệt, khiến chúng ta có được cơ hội đúc lại đạo thể đi lại con đường tu tiên, nhưng chỉ cần lực lượng nguyền rùa trên người không trừ chỉ là khôi phục đạo hạnh ngày xưa cũng đã muôn vàn khó khăn càng miễn bàn về sau vũ hóa thành tiên chẳng qua nói đến đây mắt đạo nhân trở nên sáng như mặt trời chói trăng bây giờ cơ hội tới rồi bởi vì lực lượng luân hồi có thể kết thúc công xưởng cùng nguyền rùa quá khứ do đó thì chúng ta thể linh như vậy hoàn toàn giải thoát thệ linh quỳ ở trên mặt đất cả người chấn động kích động cả người run rẩy thân là thệ linh hắn sao có thể không rõ cơ hội như vậy khó có được cỡ nào vạn cổ đằng đẵng lúc trước ở thời đại mạt pháp vũ hóa chi lộ bị trảm, tu tiên giả chúng ta đều gặp hạo kiếp hãm thân nơi vạn kiếp bất phục dù có thể sống sót cũng gặp lực lượng nguyền dù quấy nhiễu dẫn tới các tu sĩ đương thời thế mà cũng dám coi chúng ta là con mồi tùy ý săn bắn đôi lông mày đạo nhân hiện lên một phần buồn bã có chút cảm khái may mắn đại đạo 50, thiên diễn 49, còn có một đường sinh cơ cái này có lẽ gọi là trời không tuyệt đường người thệ linh phủ phục dưới đất nói chủ thượng theo lời ngài nói người nọ nắm giữ lực lượng luân hồi, cũng sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến chúng ta, muốn thu thập hắn cũng không dễ dàng. Đạo nhân cười cười, nói: "Vì sao phải đánh đánh giết giết, tìm một cơ hội, đi kết một cái thiện duyên với hắn, mời hắn giúp chúng ta, chẳng phải là càng tốt?" Thệ Linh ngẩn ra, nói: "Nhưng hắn nếu từ chối thì sao?" Đạo nhân cười cười, tràn đầy tự tin nói: "Ta luôn tin tưởng vững chắc, nhân định thắng thiên, việc do con người." Nói đến đây, hắn nhớ tới cái gì, nói: "Tùng Hạc" chúng ta cùng đi bái kiến Hồng Vân Chân Nhân một lần. Hồng Vân Chân Nhân, thể linh cứng đờ cả người, nhớ tới một vị tồn tại cực đoan khủng bố. Lôi điện màu máu chói mắt, hóa thành những đám mây hoa sen màu máu, bao phủ ở trên không một khối đất liền trôi nổi ở trên vô định ma hải. Kích thước đất liền có thể so với một tòa thành trì, trên đó như phế tích, khắp nơi là bức tường đổ sụp cùng gạch ngói vỡ vụn. Chỉ có chỗ trung ương, tọa lạc một căn nhà đá đơn sơ. Trước nhà đá mở ra một vườn rau. Trong vườn rau trồng các loại rau dưa ở thế tục bình thường có thể thấy được, như là rau diếp rau hẹ dưa chuột cả vân vân thoạt nhìn đều rất tươi mới vườn rau không lớn lấy hàng rào quây quanh lại ngoài hàng rào một con chó cỏ màu vàng lười biếng nằm ở đó mi mắt khép kín một nữ tử ngồi ở trước một cái bàn đá tay cầm một thanh đoàn đao đang cắt một bó rau hẹ trong veo như nước nàng áo vải mộc mạc giống như nông phụ mái tóc dài đen nhánh cuốn lên dung mạo hơi bình thường da thịt hơi vàng như nến chỉ có một đôi mắt trong sáng sạch sẽ giống như nước mùa thu đặc biệt nhất là khí chất của nàng điểm tĩnh chất phát có một loại thong dong cùng im lặng phát ra từ trong xương tùy một hình ảnh này rất khác thường dù sao nơi này là sâu trong vô định ma hải hải vực phụ cận sóng giữ bốc lên không trung sát vụ quay cuồng trên bầu trời rủ xuống từng đám mây do sấm sét màu máu biến thành quỷ dị dọa người ngay cả trên khối đất liền trôi nổi này khắp nơi cũng là phế tích đổ nát dù là giới vương động vũ cảnh ở đây cũng sẽ cảm thấy run như cây sấy nhưng ở đây có nhà đá vườn rau chó cỏ cùng nữ nhân tựa như nông phụ tỏ ra không hợp xa xa thệ linh được gọi là tùng hạc thấy một màn như vậy cả người run rẩy theo bản năng cúi đầu không dám nhìn lần thứ hai nữa mà ở trước người hắn trong một khối mảnh vỡ đồng xanh lơ lửng truyền ra một giọng nói ôn hòa ngươi cứ ở đây chờ là được khi nói chuyện đạo sĩ tuấn tú đầu đội phù dung quan kia bỗng dưng hiện lên khi nhìn thấy nữ nhân ngồi ở trước nhà đá kia trong phế tích nơi xa trên mặt đạo nhân cũng không khỏi hiện lên một mảng ngưỡng trọng sửa sang lại áo mũ hắn cất bước tiến lên thẳng đến lúc tới cách căn nhà đá kia ba mươi trượng đạo nhân nhẹ nhàng hạ xuống đất, lựa chọn đi bộ. Mà nét ngưng trọng trên khuôn mặt hắn đã là càng lúc càng nặng, như đối mặt đại địch. Thẳng đến lúc tới cách mười trượng, đạo nhân dừng bước, chắp tay chào, thiên thu ma sơn lý bi sơn, ra mắt hồng vân chân nhân. Trước hàng rào vườn rau, con chó cỏ lười biếng bỏ ở trên mặt đất kia mở mắt ra một khe hở, ánh mắt thì nhìn về phía nữ nhân ngồi ở trước bàn đá. Nữ nhân đã mang một bó rau hẹ cắt thành cọng nhỏ chỉnh tề, đều dài hai tấc, không sai chút nào. Nàng như hoàn toàn không phát giác, việc mình mình cứ làm lấy ra một túi bột mì cùng một ấm nước sắn hai tay áo bắt đầu nhào mì trực tiếp không nhìn đạo nhân tiến đến bái phòng kia ngoài mười trượng đạo nhân tự xưng lý bi sơn không những không để ý vẻ mặt ngược lại càng thêm trang trọng nói ta biết quy củ của chân nhân chẳng qua ta lần này tới là có đầy đủ lý do tin tưởng chân nhân sau khi biết ý đồ đến của ta chắc chắn cảm thấy hứng thú ở sâu trong vô định ma hải đối với bọn họ các thể linh có được trí tuệ này mà nói có ba người là không thể đắc tội một người là yêu tăng của vạn quật động một người là quỷ thư sinh trên hắc huyền đảo một người đó là hồng vân chân nhân trên huyết lôi phế tích trong đó hồng vân chân nhân thu mình cùng thần bí nhất cũng là người ta kiêm kỵ nhất bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim quy củ của nàng rất đặc biệt vô luận là ai đến bái kiến nếu nói ra nguyên do khiến nàng không có hứng thú nhất định chỉ còn đường chết trước bàn đá nữ tử đã nhào mì thành cục bột mì vẻ mặt bình tĩnh chuyên chú từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý tới lý bi sơn tiến đến bái phòng mà con chó cỏ lười biếng nằm kia giờ phút này mở mắt ra con người xanh lét lóe lên hào quang không tên nhìn về phía đạo nhân lý bi sơn nơi xa một cái trước mắt đó thân thể lý bi sơn lặng yên căng thẳng không dám chỉ hoãn nữa nói thẳng ta đã tìm được biện pháp giải trừ đại đạo nguyền rùa lời này vừa nói ra con chó cỏ kia lặng yên bò dậy nữ tử đang nhào bột mì giống như rốt cuộc sinh ra hứng thú nói nói một chữ mà thôi nhưng thanh âm đó như dòng suối trong khe vắng róc rách vang vọng như thiên âm quanh quẩn ở trên không lý bi sơn hít sâu một hơi nói một tu sĩ trẻ tuổi nắm giữ huyền bí luân hồi đã xuất hiện ở vô định ma hải luân hồi động tác trong tay nữ tử tạm dừng con chó cỏ kia thì giống như sao động không ngừng vẫy đuôi mà nhìn thấy một màn này lý bi sơn âm thầm thở phào một hơi hắn dám tin tưởng vị hồng vân chân nhân lai lịch thần bí đáng sợ này đã bị gợi lên hứng thú nếu không phải như thế mình hôm nay nhất định không có khả năng còn sống rời khỏi ta lần này đến chính là muốn mời chân nhân cùng đi mưu đoạt cơ hội lần này lý bi sơn vội vàng nói không dối chân nhân ta làm như vậy một là tự nghĩ bằng thực lực của mình hôm nay lo lắng không nuốt trôi cơ hội này hai là cũng muốn mượn này cơ hội ở trước mặt chân nhân lưu lại một ấn tượng tốt hắn tỏ ra rất thẳng thắn thành khẩn mang tâm tư của mình nói ra không dám giấu giếm đây là uy thế của hồng vân chân nhân nàng từ đầu đến cuối chỉ nói một chữ đã khiến lý bi sơn như ống trúc đổ đậu mang ý đồ chân thật của mình lần lượt nói ra lúc này nàng lấy ra chảy cán bột bắt đầu cán bột mì lại không nói chuyện nữa mà con chó cỏ kia thì đột nhiên mở miệng ngươi vì sao không đi tìm lão hòa thượng không đứng đán kia hoặc là đi tìm thư sinh miệng đầy nhân nghĩa thực ra đầy mình ý xấu kia lý bi sơn trầm mọc một lát nói bọn họ sẽ không nhớ tới cái tốt của ta thậm chí sẽ làm ra chuyện mượn cối say giết lửa qua sông đoạn cầu nhưng chân nhân sẽ không con chó cỏ cười lên khục khạc nói người lão ma đầu này trái lại có chút thông minh vật người đi mang người nọ đến nếu đúng như ngươi nói ta tự sẽ ghi nhớ một nhân tình của ngươi nữ tử mở miệng nàng hãy còn chuyên chú công việc trong tay mình từ đầu đến cuối cũng chưa từng quay đầu nhìn lý Bi sơn một cái tinh thần lý vi sơn rung lên nói vâng hắn khom người vái lần nữa sau đó mới xoay người mà đi nơi xa tùng hạc trước sau chờ ở đó nhìn thấy lý Bi sơn còn sống trở về cũng nhẹ nhàng thở phào thật dài trái tim treo ở cổ họng cuối cùng hạ xuống rất nhanh hắn và Lý Vi Sơn cùng nhau rời khỏi. Tiểu thư, luân hồi tái hiện, một cái biến số vạn cổ không có đã đến, lần này, chúng ta cuối cùng có thể từ địa phương quỷ quái này rời khỏi rồi. Trước hàng rào vườn rau, con chó có phấn chấn vẫy đuôi. Vẻ mặt nữ tử điềm tĩnh, nói, ngươi còn nhớ hôm nay ở cố hương là ngày nào không? Con chó cỏ sừng sốt, lắc lắc đầu. Là trung thu. Nữ tử dương mắt nhìn về phía bầu trời, nguyệt thị cố hương minh, nhưng cố hương ta, còn có thể trở về sao? Đôi lông mày khóe mắt nổi lên một tiêu buồn bã con chó cỏ trầm mọc một lát nói tiểu thư luôn hồi bị chư thần khế ước cấm cũng đã xuất hiện chúng ta sao có thể không quay về cố hương nữ tử giật mình bên môi nổi lên một tia ý cười như có như không nói lời này có lý hôm nay thường ngươi một bữa sủi cào nói xong nàng bắt đầu ra tay gói sủi cào ở bên con chó cỏ nhếch miệng cười lên tiểu thư nàng tâm tình cuối cùng tốt lên chút rồi ở sâu trong vô định ma hải sát vụ tràn ngập nước biển màu đen như mênh mông vô ngần mãnh liệt chạy trồm đoàn người tô dịch chạy như bay trong đó ở trong lòng bàn tay trong bích phàm đinh hải phân thủy trâu chảy xuôi ước vạn quầng sáng màu lam đậm như dòng nước bao phủ đoàn người bọn họ trong đó một đường theo gió vượt sóng bảo vật này cực kỳ thân diệu có thể khiến hải vực phạm vi vạn trượng gió êm sóng lặng cũng có thể chấn áp yêu thú khủng bố ẩn nấp ở trong biển sâu càng quan trọng hơn là bằng vào bảo vật này khiến tu sĩ ở lúc lẻn vào chỗ sâu trong biển lớn như dẫm trên đất bằng hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì chạy chạy mau đi một đợt tiếng kêu to dồn rập từ hải vực nơi xa vang vọng nơi xa có từng đạo độn quang phá không một đám tu sĩ hoảng hốt chạy trốn kinh hãi bất an ở phía sau bọn họ sóng biển mãnh liệt cơn lốc càn quét một con chim sương thật lớn như ngọn núi đang vỗ cánh truy kích con chim sương kia uy phong ngập trời đôi mắt giống như một đôi hồ nước màu máu khi vỗ đôi cánh có lôi điện màu máu cuồn cuộn dâng trào ra khí tức hủy diệt kinh người nơi nó đi qua bầu trời cũng như cũng bị hất tung nước biển càn quét dòng chảy hỗn loạn quy năng cỡ đó động cái có thể chấn áp chém giết giới vương quý nhất cảnh. Không, một nhân vật giới vương cảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị một mảng sấm sét màu máu nổ tung, hình thần câu diệt. Chán sống sao, còn không mau chạy. Khi một người trung niên tay cầm đại kích nhìn thấy đoàn người tô dịch hướng bên này lướt đến, không khỏi lớn tiếng quát. Kẻ này tâm địa thật ra không xấu. Chẳng Bích Phàm cười lên hề hề. Theo tốc độ của bọn họ, chỉ một lát sẽ bị con chim xương kia đuổi kịp, hữu tử vô sinh. Ngụy Sơn nói nhanh, hắn nhìn ra được, thực lực chênh lệch quá lớn các tu sĩ kia căn bản không có khả năng chạy thoát tô thúc thúc chúng ta cần hỗ trợ hay không một đôi mắt đẹp của minh vương nhìn về phía tô dịch khóe môi tô dịch không dễ phát hiện giật một cái dọc theo đường đi minh vương tựa như đã tiếp nhận sự thật mình là trưởng bối của nàng ở lúc gọi mình thúc thúc gọi phải nói là tự nhiên Các chuyện bất bình rút đao tương trợ vốn chính là cử chỉ làm việc thiện vì sao không giúp tô dịch nói xong phất tay áo bào một đạo kiếm quang tràn đầy khí tức luân hồi lướt qua không trung mà đi ầm uhm. nơi xa con chim sương to lớn như dãy núi kia thân thể chợt cứng đờ sau đó ầm ầm nổ tung chia năm xẻ bảy các tu sĩ đang đảo vong kia đều chấn động trợn mắt cứng lưỡi một thể linh khủng bố cỡ đó cứ như vậy bị gạt bỏ khi bọn họ lấy lại tinh thần đoàn người tô dịch đã sớm biến mất ở chỗ sâu trong biển lớn mênh mông trên đường kế tiếp đoàn người tô dịch gặp rất nhiều chuyện tương tự dần dần đã thấy lạ mà không còn lạ nữa có đôi khi gặp được một ít tu sĩ gặp nạn tô dịch cũng không ngại thuận tay giúp một phen ở trong lúc đó, Tô Dịch cũng rốt cuộc xác minh một sự kiện, lực lượng của Luân Hồi, chuyên môn khắc chế thể linh. Thật ra, sớm từ lúc xông pha ở thiên kỳ tinh giới ô nha lĩnh, Tô Dịch đã phát hiện, lực lượng Luân Hồi ở lúc chém giết thể linh, có thể phát huy diệu dụng không thể tưởng tượng. Mà hôm nay, hắn chẳng qua là tiến một bước nghiệm chứng việc này. Tất cả thứ mất đi, đều sẽ bị kết thúc, lúc trước hí Pháp Sư từng thi triển thần thông, đúc lại người vào vật trong năm tháng quá khứ, nhưng đối mặt Luân Hồi áo nghĩa, đều như hoa trong gương, trăng dưới nước đâm một cái là vỡ tan. Mà ở trên đối phó thệ linh, luân hồi cũng có uy năng không gì sánh kịp, cái này có phải ý nghĩa, phàm là nhằm vật lượng quá khứ, luân hồi đều có thể chấn áp chém giết hay không. Tôi dịch nghĩ, kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.